Hi, xin chào quý chú ba anh chị đã quay trở lại kênh Chợ Nhật Bãi. Hôm nay em lên clip số 18 về đồ nghề. Anh chị mình bấm nút like và nút đăng ký kênh để theo dõi các clip mới ha. Chốt hàng mình cứ điện thoại hoặc là nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề. Chuyển khoản đơn trên 300 bên em sẽ bao ship, đơn dưới 300 vui lòng chuyển thêm giùm em 10.000 tiền phí ship, ship code nhận hàng thanh toán đồng giá là 30.000 một đơn. Thì hàng hóa em quay kỹ ở trên clip, anh chị mình xem hàng trên clip kỹ giùm em ha. Em xin đi vào chi tiết clip số 18 luôn. À, đầu tiên em có mã số 1 là combo gồm có 3 cây nhíp ha. Mã số 1 giá là 120. Đó, cây nhíp này của hãng là Tamiya của Nhật này, màu đen, sơn màu đen còn mới là anh chị mình có thể thấy ha, còn rất là mới luôn. Đầu là đầu nhọn, mình có gắp những cái tô vít ốc nhỏ linh kiện điện tử thì mình sử dụng cây này. Rồi cây này thì cũng có xài rồi, thép khung rỉ của Nhật hãng là AA Tokyo này, thép khung rỉ ha. Đó, cái này thì mình nhíp như thế này giùm em. Đây. Rồi cây thứ ba là cây nhíp này anh chị ha, cũng thép khung rỉ tre băng của Nhật luôn. Đây, cây này thì đầu nó tròn tròn như thế này giùm em này. Cây này thì có lực nó so lớn. Có mua cây này thì lực nó hơi yếu chút ha, chứ còn lại là cây này là hai cây bên ngoài là ngon này. Rồi. Chiều dài cây này tầm khoảng là 12.5, cây này tầm khoảng là 12 cm và cây dài nhất là cây màu đen sơn đen còn zin nguyên là khoảng 15.5 cm. Combo số 1 giùm em là 120 ha. Mã số 2. Em lên một cây đục ha. Đây là một cây đục cơ khí của anh, hàng mới chưa sử dụng thép đen, thép rèn. Hãng Moen Rai Sifil của anh nha chị ăn. Đục chưa có sử dụng nha chị, đục này đục chưa có xài giùm em. Rồi cái này mình đục cơ khí nha chị, mình đục cơ khí như thế này giùm em là. Này là do để bãi nó hơi ố thôi chứ còn không có hàng là chưa có sử dụng. Chiều dài cây đục cơ khí này tầm khoảng là 16 cm và bản đục anh chị mình sử dụng là tầm khoảng là 8 ly ha. Cái này 8 ly. Anh chị mình chốt giùm em mã số 2 giá 100. Hàng của Sifil England, anh chưa xài, mã số 2 giá là 100. Anh lên mã số 3. Số 3 em lên combo gồm có 2 cây. Số 3 là một cặp lục giác của hãng là BB Swissmax Thụy Sĩ nha chị ăn. Số 3. Cặp này thì lục giác 10 và lục giác 8. Nếu mà anh chị mình hay xài lục giác mở ốc, lục giác 10 và lục giác 8, anh chị mình mua cặp này giùm em, xài cực kỳ bền. Thép tô qua dầu của BB Swissmax Thụy Sĩ này. Đó. Rồi. Đây là cây T, đây là cây mở ốc 8 anh chị ạ, mở lục giác 8 và cây bự là cây 10. Hàng còn rất là đẹp anh chị, đầu còn zin nguyên, bên ngoài là mạ lớp chrome dày. Thì cây T10 thì ngắn, cây T8, cây lục giác 8 á, thì anh chị mình thấy dùm em là ở dưới này có một đầu trái bí thì anh chị mình có thể mình vặn ốc một góc nghiêng là 30 độ dùm em được. Chiều dài của cây mở ốc 8 là tầm lục giác 8 là tầm khoảng 20 chấm khoảng hơn 20 cm và cây mở ốc 10 thì tầm khoảng là 14 cm ha. Cặp này chốt em mã số 3. Mã số 3 giá là 140. Rồi em lên mã số 4. Số 4 em có một cây. Số 4 lại có một cây. Combo gồm có 4 cây giũa gỗ, cây giũa sắt anh chị ạ. Đây là mã số 4 gồm có 4 cây giũa sắt của hãng là Nickerson Made in USA. Thì thường thường những cây này là Made in USA hoặc là Mexico hoặc là Brazil hoặc là Canada. Thì đây anh chị mình có thể thấy USA này. Cây này thì hàng chưa có xài đâu, nhưng mà do để bãi thì ngày kia nó cũng có hơi có kiểu mà nó dính nước thôi. Thì anh chị mình xem kỹ cái mặt mình xài giùm em này. Đó. Như ví dụ như cây này là anh chị mình thấy là ram còn zin nguyên này. Thì những cây này mình giũa kim loại anh chị em, mình giũa bề mặt kim loại cho nó mịn này kia thì mình xài cây này. Tất cả đều xài được hai mặt anh chị, tất cả đều xài được hai mặt như thế này giùm em ha. Chiều dài thì tầm khoảng phần lưỡi anh chị mình sử dụng á là tầm khoảng 28 cm và bản rộng như thế này tầm khoảng là 29 ly này. Và chưa kể cái cán ra thì tầm khoảng là 36 cm ha. Đây là cây đầu tiên giùm em. Đó, em view rất là kỹ cho anh chị mình xem ha, xem kỹ giùm em. Là do để nước nó dính nhá. Thôi chứ còn ngoài ra là răng còn rất là đẹp. Cái cây này anh chị mình mua vô cũng tầm khoảng 300 mấy này. Đó. Rồi cây. Là cây tiếp theo ha. Đó, như thế này giùm em, mặt này đỡ dính nước hơn nè. Rồi cây thứ tư. Đây ha. Thế này về mình xài thôi, chứ còn sưu tầm thì mình mua những cây đẹp hơn. Combo này anh chị mình chốt giùm em 4 cây giũa của hãng Nickerson của Mỹ, giũa kim loại ha, mã số 4 giá là 300. Rất là nặng anh chị. Em lên mã số 5. Số 5 em lên một cây kìm ha, số 5 em lên một cây kìm đi. À, một cây mở phe, cây này là một cây mở phe ngoài của hãng cây 3. Mã số 5 giá là 140. Rồi anh chị mình thấy giùm em phần cán nè. Cây này cán nó có chày chày sơ trên này ha, có lò xo trợ lực như thế này giùm em. Đây là có chày sơ này. Cây 3 ha, cây 3. Rồi phần đầu như thế này giùm em nha chị. Phần đầu.
Nói chung là nó rất là dày dặn cứng cáp, nhưng mà phần trên này thì cũng hơi có chấm chấm nhâm đường nước rồi, nhâm chân kim rồi. Chiều dài của cây mở phe ngoài này của hãng cây 3 tầm khoảng là 17 xăng hơn. Và chỗ này anh chị mình mở tối đa là tầm khoảng 3 xăng, đầu phe tầm khoảng là 2 ly nha chị. Đầu phe tầm khoảng 2 ly giùm em. Cây này chốt giùm em cây 3 của Nhật mã số 5, 1.4. Em lên mã số 6. Em có một cây kìm điện của hãng cây 3 luôn, số 6. Anh chị mình xài hàng Nhật bản kìm của cây 3 Mary với lại Victor. Ba hãng này xài rất là bền. Chiều dài tầm khoảng là 18.5 xăng. Phần cán thì anh chị mình thấy này, đây có cấn nhưng mà không có rách ha. Rồi đây cũng có cấn này, nó có rách chút xíu, mình về mình đổ keo hoặc là mình quấn băng keo điện luôn giùm em. Ở dưới này có 1000 kẹp còn đẹp nè. Logo cây này của Super nha chị ăn, em nói nhầm, Super. Logo Yoyix đồ điện Nhật này, Japan. Dòng sản phẩm là Super SC175. Rồi về phần răng thì chị mình thấy là có chày chày chỗ này giùm em chút xíu này ha. Mình còn kẹp non lành thì không đủ để sưu tầm, nhưng mà anh chị mình xài còn rất là ngon. Em sẽ bấm cho chị mình xem cái phần răng luôn. Rồi ok ha, đây chị mình thấy giùm em. Đó thì cũng có xài rồi, mình thích thì mình có thể giũa thêm chút giùm em. Đây, răng này còn khít nha. Rồi cái này chốt giùm em mã số 6, giá là 170. Em lên mã số 7. Em có một cây kìm điện của hãng là Fujiya ha. Mã số 7 là một cây kìm điện của hãng Fujiya. Cây này thì cắt và ngàm kẹp còn đẹp. Chiều dài tầm khoảng là 16 xăng hơn. Rồi anh chị mình chốt giùm em mã số 7, giá là 130. Cây này phần cán màu vàng còn liền lạc của hãng Fujiya, có hình chữ A và mũi tên này. Đó, Japan Nhật Bản ha. Logo Yoyix độ địa Nhật. Rồi anh chị mình thấy giùm em là không có hở sáng. Răng bên trong còn đều. Đây, răng bên trong còn rất là đều anh chị. Giờ em sẽ test các cây điện anh chị mình xem. Cây này lưỡi cắt còn rất là ngon ha. Đây, lưỡi cắt còn rất là ngon. Chốt giùm em mã số 7, giá 130. Em lên mã số 8. Số 8 em có một cây kìm điện ha. Số 8 là một cây kìm điện của hãng là Fujiya. Cây này thì ngàm cắt thì cũng có hơi nhai chút, nên là mình có thể mình giũa. Rồi mình sử dụng các chức năng cắt giùm em. Cán còn mình lạc ngon lành. Logo Yoyix nội địa Nhật. Mặt mày còn sáng nha. Về phần răng bên trong bên chị, răng còn rất là đều đấy ha. Răng còn rất là đều, mặt này cũng vậy ha. Răng còn đều. Chiều dài của cây kìm tầm khoảng là gần 19 xăng. Cái này anh chị mình chốt giùm em mã số là 8, giá là 120 ha. Cái này thì nếu mà mình cắt thì về anh chị mình chịu khó mình giũa thêm chút giùm em, hoặc là mình cắt cái khúc trên này giùm em nè. Hoặc là mình giũa thêm chút giùm em ha. Đó, cắt như trên như thế này giùm em. Cái này anh chị mình chốt giùm em mã số 8, 120, xài chức năng kìm điện cũng được, hoặc là mình xài như kìm nguội cũng được ha. Còn nếu mà muốn cắt á, thì mình giũa thêm chút cái phần lửa giùm em. Mã số 8, 120. Em lên mã số 9. Em có một cây tuốt dây điện của hãng là Vietcell. Cây này thì tuốt hệ B, nên là lỗ tuốt rất là to. Lỗ này thì thông dụng cho anh chị mình xài trong gia đình này, hoặc là những công trình xây dựng nhỏ như là những nhà trọ này, hoặc là những chung cư mình cho thuê nhà trọ, hoặc là những công xưởng nhỏ nhỏ thì mình xài cái này hệ B ha. Tại vì cái đường dây lõi nó to tầm khoảng là 3.2 độ lại đến 1 ly là được này. Ở chỗ này thì họ có chế, không biết cái cục này làm gì, chắc là họ làm cái cữ để mà họ căn, để họ tuốt một cái size cố định nhá. Đó ha. Rồi cái này còn đẹp nha chị, mình tuốt từ 1 ly cho tới 3.2 ly giùm em. Tuốt dây điện và cell hệ B. Phần cán còn liền lạc, chốt giùm em mã số 10. Mã số 9 ha. Mã số 9 giá là 250. Chiều dài cây kìm Vietcell tuốt hệ B này là khoảng hơn 17 xăng. Rồi giờ em sẽ test cho anh chị mình xem. Còn rất là đẹp nha chị. Đây, mặt mày rất là sáng sủa này. Anh chị mình tay tuốt ngon nha. Đó, ngon lành nha. Rồi cây này mã số 9 giá là 250. Em lên mã số 10. Em qua một cây tô vít tự động đảo chiều ha. Cây này thì tô vít lùn tự động đảo chiều của hãng là Anet Nhật Bản. Thì cây này còn đủ đầu Make in Japan anh chị. Đầu là 1, 2, 3, 4, 5 BH1, BH2, BH3, đầu trừ 4, trừ 5 và trừ 7, tổng là 6 đầu ha. Rồi ở đây là em gắn sẵn cho anh chị mình đầu như là BH3 nè. Ngon lành nha anh chị, quay ngược lại đây.
ở giữa là mình cố định ha. Đây, quay ngược lại như thế này nha anh chị, ngon lành. Ok anh chị ha, chức năng hoạt động là trên chu hoàn hảo rồi. Màu đen còn rất là mới nha anh chị. Ở trên đây là anh chị mình thấy đủ đầu ha, 2, 4, 5, ở dưới em gắn một đầu rồi, là tổng 6 đầu. Thì có mỗi đầu là BH, có đầu BH1 này, có xài lướt thôi, chứ còn đầu những đầu còn lại rất là đẹp nha anh chị. Như thế này dùm em. Vít lùn là đứng chỗ mình lắc thôi. Chiều dài tầm khoảng là 10 cm, nếu mà cắm tô vít vô tứ thầm khoảng là 11.5 cm, chú dùm em. Mã số 10 giá là 250 ha, hàng của Anet Nhật Bản. Em lên mã số 11, cây số 10 anh chị mình cần rất là chắc. Em lên mã số 11 là một cây tô vít đóng BH3. Mã 11 cây này là hàng của BB Swiss Max Thụy Sĩ anh chị ha. Đầu anh chị mình thấy rất là láng này. Đầu thì anh chị mình thấy không có bị cấn dập gì hết, có xài lướt chút hoặc là chưa có vệ sinh kỹ thì thôi. Thì anh chị mình có thể về mình spa thêm giùm em cho đẹp. Đầu này BH3 size lớn nha. Nhưng là anh chị mình có vặn những con ốc ở trên xe tải hoặc là xe máy mà có dòng những con ốc BH3 size lớn mà nó bị rỉ đầu, cứng đầu hoặc là bị trẹt đầu đó, thì mình xài cây này để mình gõ đầu búa lên trên này, rồi anh chị mình đóng cái đầu ốc BH3 ra ha, nó sẽ dễ dàng hơn, anh chị mình lấy ốc ra dễ hơn. BH3 của Thụy Sĩ Swissmax ha, tô vít đóng, anh chị mình có thể mình sử dụng cái kìm mình kẹp bên dưới. Cây này thì do để nước ở ngoài bản thấm nó lâu đó anh chị nên nó chóc cái mạ thôi, chứ còn đầu là đầu anh chị mình thấy đầu còn rất là đẹp ha, đầu thẳng tắp đẹp này đó. Chiều dài của cây BH3 tô vít đóng Thụy Sĩ là khoảng 27 cm, chốt cho em mã số 11 giá là 180. Không đẹp để sưu tầm nhưng mà anh chị mình xài BB của Thụy Sĩ là rất là bền ha. Tại vì những cái đầu là họ có rèn, có tô cứng rồi nên anh chị mình xài nó đỡ bị chật đầu hơn. Rồi em lên mã số 12, em có một cây mở ốc 7 ly. Cây này 12, cây này hàng của Ha Heptun của Nhật ha, Ha Heptun của Nhật. Cây này thì thiết kế rất là giống Swissmax Thụy Sĩ nhưng mà cây này là của hãng Ha Heptun của Nhật anh chị ha. Chiều dài tầm khoảng là 23 cm và cây này cũng có xài lướt rồi. Ở đây anh chị mình thấy là chóc mạ chút xíu này. Nhưng mà những cây này anh chị mình xài rất là bền ha. Mở ốc 7 ly dùm em. Đây. Đây mở ốc 7 ly dùm em, về mình xài thôi nhé. Còn sưu tầm thì mình mua những cây đẹp hơn. 12 40.000, có 40.000 về anh chị mình mở ốc giống như một cây khẩu 1/4 mở ốc 7 vậy. Em lên mã 13. Rồi. 13 đó. Em qua búa nha chị. Rồi 13 em lên một cây búa. 13 là một cây búa này giống như là búa mà khi mình gõ đấu giá của chị Lưu Linh vậy đó, thì anh chị mình có thể xem cái này. Mã số 14. 13 chứ. 13 ha. Búa gõ đấu giá. Cái này thì anh chị mình thấy tem là có hình bông hoa này. Đây là hình bông hoa ha, đây là hình bông hoa, ở trong có ký hiệu giống như là đô la vậy, USD, USD và Y là cái đồng yên của Nhật này. Và ở bên ngoài có một cái bông hoa ha. Thì ở trên này em thấy được giống như là từ tháng ngày 5 tháng 6 hay ngày 6 tháng 5 gì năm 2020 rồi. Đó, cái này anh chị mình dịch thêm giùm em. Thì phần mạ rất là đẹp anh chị. Búa này chắc là mình sưu tầm ha, cũng còn đẹp để mình sưu tầm spa thêm chút mình xài. Đó. Đây anh chị ha, đây anh chị mình có thể thấy giùm em. Đó. Logo đẹp, mạ còn rất là đẹp nhá. Cây này thì nặng anh chị ha, cầm nó rất là nặng. Cái này thường hình như là mình gõ, không biết là để gõ đấu giá, em cũng không có xem. Không biết là gõ đấu giá ở trên gỗ hay là trên kim loại thì mình có thể mình xem thêm giùm em. Rồi. Này thì em không có gỗ ở đây nên là em gõ ở trên kim loại anh chị ha. Em gõ ở trên kim loại đi. Đây. Thì cái bề mặt này bằng nhựa nha chị. Nghe cái tiếng rất là nhẹ ha. Búa bằng nhựa nha chị. Đây, đầu rất là đẹp nha, đầu láng cóng. Đẹp nha anh chị, búa là mình sưu tầm ha. Cân nặng tầm khoảng là 220 g. Chiều dài tầm khoảng là 18 cm. Và tất cả là tem Nhật nên anh chị mình yên tâm là hàng Nhật ha. Rồi, có logo hình bông hoa và có yên và USD như thế này, mình có thể mình xem thêm. Cân nặng là 220 g, chiều dài đầu búa là khoảng 5.2 và đường kính phần nhựa là tầm khoảng là đường kính phần nhựa tầm khoảng là 19 ly ha, và phủ bì cả phần mạ ốp bên ngoài nó tầm khoảng là 2.5 cm. Rồi cái này anh chị mình chốt cho em, cán nhìn rất là đẹp anh chị ha, không có bị chày mòn gì nhiều hết. 13 giá là 350. Em lên mã 14. Em có một cây búa bi của hãng OH ha. Cây này thì hàng có xài lướt. Này do để bãi nó hơi bị in nước thì nó ố ố bên ngoài nám mất da chút xíu. Còn phần chữ in mực trademark ở trên phần cán còn này.
Thì cây này mình xài những công việc nhỏ, size 1/2 giùm em, còn rất là đẹp ha, đầu mặt mày láng o. Rồi cái này thì anh chị mình thấy nó có trượt sơ một cái dấu nhỏ này đó. Còn bên này thì mình xem giùm em ha, bên này thì không có bị trượt đầu mà nó cũng có dính nước, nó có hơi có bị ố ố một chút. Đây, size 1/2 thì cây búa bi này cân nặng là khoảng 320g nha chị. Chiều dài cán búa tầm khoảng là 29 cm và đường kính đầu đóng thì tầm khoảng là 23 ly. Chốt giùm em mã số 14, giá là 100. Cây búa bi của OH size là khoảng hơn 300g. Em lên mã 15. Em có một cây búa đinh ha. Cây này 15, cây búa này là búa đinh của hãng Đốc Dung. Đây anh chị mình thấy Make in Japan của Nhật này đó. Phần cán thì còn liền lạc anh chị nha. Phần cán còn liền lạc, ở đây thì cũng có tróc mạ chút, là do dính nước chứ không phải do xài nhiều mà nó chảy cánh. Rồi đây là phần mặt đóng, anh chị mình thấy đầu này thì size lớn, có những cái rãnh chống trượt còn này. Đây ha, đó. Rồi, mặt mày sáng sổ ha, đầu nhỏ đinh cũng còn rất đẹp. Đây có chữ logo M anh chị ha, chắc size M, có size L nữa ha, chắc size lớn, còn size lớn nữa. Logo Đắc Du của Nhật đàng hoàng anh chị. Cân nặng cây búa này thì cây này nặng là khoảng 600g ha, hơn 600g. Cây này giảng size lớn, có size nhỏ hơn là tầm khoảng hơn tầm khoảng 520g, thì cây này size lớn hơn nha. Chiều dài phần cán tầm khoảng là 34 cm, đường kính đầu đóng là tầm khoảng là 28 ly. Rồi cây này anh chị mình chốt giùm em mã 15, giá là 250. Búa đinh của hãng Đốc Du size lớn hơn 600g, mã số 15, 250. Phần đầu còn rất là đẹp ha. Em lên mã 16. Em có một cây búa đinh của Đốc Du luôn, 16 230. Đây, 16 ha, Make in Japan, mã số 16. Cây này thì dạng là lùn lùn cho anh chị mình xài trong góc kẹt, hoặc là mình muốn nhỏ gọn bỏ ba lô đi làm thì mình sử dụng cây này. Chiều dài tầm khoảng là 28 cm, chiều dài đầu búa tầm khoảng là 10.5 và đường kính đầu đóng tầm khoảng là 23 ly. Rồi thì cây này anh chị mình thấy có ghi chữ là 230g ở trên, Make in Japan Đốc Du ha. Phần đầu cũng còn đẹp nha anh chị mình xem giùm em này. À, cây này thì cũng có xài lướt nên có vài cái dấu cấn sơ nhưng mà không có bị trượt đầu. Mặt mày cũng còn sáng sủa nên chị, đầu nhổ đinh cũng còn được ha. Cán thì còn liền lạc nên chị, cán này còn đẹp. Đây nó có trời trời chỗ có chữ G chút xíu ha. Đây, cân nặng cây búa này tầm khoảng là 440g. Chốt cho em mã số 16, giá là 230 ha. Em lên mã 17. Rồi 17 em có một cây búa đinh dài. Cây này thì cán cực kỳ dài ha. Đây chị mình thấy nó dài quá. Ở dưới này có một cái lỗ để anh chị mình treo lên cái giá cho nó đều. Đây là size 600g thì anh chị mình thấy nó ngắn như thế này ha. Cái này thì nó dài hơn được khúc nè, quá trời dài cán luôn. Rồi cái này chốt giùm em mã số 17 là 300 ha. 17 300. Cái này cán dài này anh chị mình. Cái này chắc là mình đứng mình đóng, hoặc là mình hơi khom khom cái lưng xuống, cái là anh chị mình đóng ở dưới phần mặt đất được ha. Đó, cái này thì cán cực kỳ dài. Make in Japan của Đốc Du nha chị em. Đây phần cán trên này giùm em này. Đó, có một cái lỗ lên mình treo gác lên cho nó sạch sẽ, gọn gàng. Make in Japan của Đốc Du. Phần cán còn ngon lành nha chị. Phần đây cũng còn đẹp này, nó có tróc mạ nhưng mà không có bị cấn dập gì cái phần cán hết. Rồi phần đầu búa đây nha chị. Đó, đầu búa cũng có xài lướt có vài cái vết chảy sơ ha. Rồi cũng có logo Đốc Du và có logo búa của Nhật. Đây nó cũng có chày nha chị ha, cũng có tè tè đầu chỗ mà đầu nhổ đinh chút xíu. Được cái là cán nó dài mình và cái đầu cũng còn đẹp để mình xài. Cân nặng cây búa này tầm khoảng là 640g nha chị ha, 640g. Phần cán búa là tới 45 cm. Rồi đường kính đầu đóng là tầm khoảng là 28 ly. Và chỗ này cây này thì hồi nãy là cân nặng là 640g ha. Anh chị mình chốt cho em mã số 17, giá là 300. Một cây búa dài 45 cm ít gặp của Đốc Du. Em lên mã số 18. 18 năm qua một cây mỏ lết nha. Cây này thì 18 là một cây mỏ lết xài lướt của hãng Aigo logo Jijik nội địa Nhật, size 25 cm. Cây này có xài lướt lần 2 lần thôi còn đẹp để mình sử dụng nha chị. Ngàm ngoài kia là còn khít đẹp ha. Cây này size là 25 cm và anh chị mình mở ngàm tối đa. Đây anh chị mình xem bên trên giùm em nè. Ngàm ha, rất là đẹp, ngàm thẳng tắp. Gần như là chưa xài luôn á, nhưng mà cũng có một cái nhỏ này chứ không biết là để chung nó bị cấn với đồ khác hay sao. Chứ còn ngàm bên trong là anh chị mình thấy thẳng tắp luôn.
Mình mở ngàm tối đa tầm khoảng là 3 xăng dùm em ha. Cái này anh chị mình chốt dùm em mã số là 18, giá là 160. Em lên mã 19. 19 em có một cây này của hãng Baco Thụy Điển ha. Cây này thì hàng cũng có xài lướt rồi, nhưng mà ngàm thì anh chị mình xài còn bền ngon lành. Thép đen 19, cây này là size 10 inch tương đương với lại 25cm luôn. Ngàm có xài lướt chút xíu nha chị, nên là anh chị mình thấy dùm em nè. Và thiết kế ngàm này là ngàm hở anh chị ăn. Có một số dòng thì thiết kế ngàm khít, có một số giống như đời sản xuất á. À, đời năm bao nhiêu, nó cách nhau bao nhiêu năm á, thì có đời họ làm khít luôn, có đời thì họ làm nó hở ra như thế này, chứ không phải là xài nhiều mà nó bể đầu, nó mẻ đầu như thế này nha anh chị. Rồi, cây này thì cũng có xài lướt, và anh chị mình thấy dùm em là họ đánh dấu đồ cá nhân này, chứ không phải là gì ha. Cây này anh chị mình thấy phần ngàm còn thẳng này, đó, có xài lướt nhưng cũng còn thẳng. Và cây này thì mình không có sưu tầm, mình xài thôi. Được cái là thép đen và cây này ngàm còn đẹp để mình sử dụng bền lâu dài. Đó, thép đen cứng cực kỳ. Và anh chị mình thấy ngàm còn rất là thẳng này. Đây, ngàm bên này cũng rất là thẳng, không có bị trẹt đầu hai bên, dặn đầu dặn mỏ gì nhiều. Cái này anh chị mình mở tối đa và ngàm rất là dày anh chị ha. Cái bản tiếp xúc dày anh chị mình xài giống như là đầu khẩu vậy. Mở tối đa tầm khoảng là 32 ly. Cái này anh chị mình chốt cho em mã số 19, giá là 220 ha. 19 220. Rồi em lên mã số 20. 20 em có một cây mỏ lép Proto của Mỹ. Cây này thì cũng có xài lướt, nói chung là hàng bãi về mà, nên là cũng có xài lướt sơ sơ. Nhiều cây chưa xài, nhiều cây cũng có xài lướt, nên là anh chị mình xem kỹ giùm em ha. Rồi cây này chiều dài tầm khoảng là 25.5 cm, tương đương với 10 inch. Thép là thép forged alloy của Nhật, của Mỹ này, Proto ha, Proto đàng hoàng. MFD dưới ra. Thì cây này 10 inch, mạ bên ngoài là mạ chrome mịn, nên chị mình có thể thấy này. Cây này thì nó cũng chày chày sơ một chút xíu. Và ngàm bên này là ngàm bằng, còn bên này thì không biết sao mà họ thiết kế cái ngàm bên này nó nhọn lên ha. Đó, lưu ý giùm em. Ngàm thì cũng có xài lướt nhưng mà đủ cái độ cứng để anh chị mình xài, nó không có bị rơ lắc ngoài cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất ha. Đây, anh chị mình thấy nó có hơi có dặn mỏ chút xíu. Ngàm thì khít, bên này là ngàm bằng nguyên cái lớp mạ chrome còn, chứ không phải là do mà bên em mài đi nha chị ha. Đầu bằng là zin ha, chứ không phải là do bên em mài. Anh chị mình nhìn vô cái lớp mạ chrome là mình thấy rồi. Mạ là zin. Cái này cứng cáp chắc chắn nha chị ha, ngàm bên trong cũng còn rất là đẹp nè. Thì họ có xài lướt chút xíu một cái dấu cấn nhỏ bên này nè, anh chị mình xem kỹ giùm em ha. Chứ còn cây này thì anh chị mình thấy nó rất là chắc. Đó. Rồi mặt bên này giùm em ha. Này. Nói chung là còn bị chị bị một cái dấu nhỏ mé bên này nè. Phía bên này một cái dấu nhỏ này. Cây này thì 10 inch, ngàm mở tối đa tầm khoảng là 28 ly, anh chị mình chốt giùm em mã số 20, giá là 400. Ok ha, mã số 20 giá là 400. Em lên mã số 21. Em có một cây kìm mỏ quả ha. 21 là một cây kìm mỏ quả của hãng Sankey. Cây này size 30cm, dài là một cây thước. Thì cây này phần cán màu đỏ cũng còn lên lạc ha. Này thì do để gấm nước nhiều nó cũng có chóc mạ nha chị ha. Và ngàm mang cá thì dày dặn. Cây này thích hợp cho anh chị mình vặn ốc hoặc là máy móc lớn. Mình mà mở tối đa là khoảng hơn 52 ly, ngàm mở là tầm khoảng phi 52. Rồi anh chị mình thấy phần răng cũng có xài lướt nhưng mà răng còn rất là đều nữa ha. Ở trên đây thì có một cái dấu cấn sơ trên răng này thôi. Ở dưới là răng to, răng nhỏ rất là đều. Bên này cũng vậy anh chị ha, răng rất là đều này. Chỉ là do chóc mạ thì mình cái màu nó không được đẹp thôi. Nên là anh chị nào mà mình về xài thì mình chịu khó bảo quản là mình xài. 21 giá 180, một cây mỏ quả Sankey size là 300 ha. Em lên mã số 22. Rồi em qua những cây cần siết ha. 22 em có một cây cần siết của hãng là Tone. Cây này thì mình sẽ lắp léo 180 độ góc này. Này thì do cũng do để bãi thì nó dính nước, nó chóc mạ thôi anh chị, chứ còn đầu nó còn đẹp, còn đủ độ để anh chị mình sử dụng ngon lành. Rồi, không có bị rơ. Có chóc mạ thôi nha anh chị, chứ cái đầu nó còn thẳng, không có bị dập tè đầu nè. Cây này của hãng Tone ha. Tone 211 Loyo Unit nội địa Nhật. Mình sử dụng cái cây ngang mình sọt qua để mình quay như thế này giùm em ha. Chiều dài của cây lắp léo của cây cần siết 1/2 này tầm khoảng là gần 3 tấc. Chốt giùm em mã 22, giá là 120. 23. Rồi. 23 có cây này ha, cũng là một cây 1/2 lắp léo 180 độ của hãng là Tone Nhật Bản. Đây anh chị mình thấy cây này thì nó đỡ chóc mạ hơn chút xíu, nên là hai cây này anh chị mình mua về xài rất là bền.
có chóc mạ thôi chứ còn ngàm kia là ngon lành anh chị, ngàm ngon lành như thế này giùm em đó. Rồi không có bị rơ ở đầu trên, anh chị mình lắp 180 độ không có bị rơ, anh chị mình thấy phần mạ trên đầu 1/2 còn nguyên đó. Này, do là để ngoài bãi mà và để chế độ nắng mưa dính nước thôi. Chiều dài là khoảng gần 3 tấc, chốt thì em mã số 23, giá là 140. Em lên mã 24. 24 em có một tay quay như thế này, cũng là tay xoay 24. Cây này là 80.000 ha. Cây này là hàng của hãng Tone Nhật Bản luôn. Đây, Tone Nhật Bản No 310, logo Zozic nội địa Nhật. Thì cây này cũng chóc mã cái phần bên này nha anh chị ha. Đó, cái này nói chung là những cây này thì nó không có đẹp để sưu tầm, nhưng mà về xài bền, về anh chị mình có sửa xe hoặc là làm trong xưởng mà anh chị mình xài những cây 1/2, 3/8 của Tone KTC thì rất là bền. Chiều dài phần tay xoay là 24.5 cm. Cái này anh chị mình xoay là khẩu chung với 1/4 giùm em, mình để giữa cũng được, mình kéo bên này hoặc là mình kéo bên này cũng được ha. Cán dài là 24.5 cm, mã số 24, giá là 80.000. 25 em lên một cây nối ha. Bắt đầu em qua những cây nối và những cây khẩu ha, của KTC và Tone và một số hãng của Nhật. 25 cây này là một cây nối 15 cm của hãng là KTC của Nhật, chiều dài tầm khoảng là 15 cm. Rồi cây này thì đầu 1/2 anh chị em, mình xài đầu 1/2 hoặc là mình sọt cái cây ngang như thế này cũng được, hoặc là mình xài sử dụng đầu âm dương 1/2. Vừa nối vừa xoay cũng được ha. Nếu mà anh chị mình xài giống như cây cầm xoay thì anh chị mình gắn cái cây ngang qua mình xoay thôi. Còn mình nối 1/2 âm dương qua đây cũng được. Thì cây này của hàng KTC xài bền nha, có chóc mạ thôi chứ còn đầu này kia là còn đẹp, không có bị dặn mỏ anh chị. Đó, đẹp nha. Mã số 10/25, giá 50.000 về xài. 26. Rồi. 26 ha. 26 có cây này đẹp cho anh chị mình sưu tầm này. 26 cây này là một cây cần Tone 1/2, lắp cần tự động 1/2 Tone, nước mạ mịn, logo Zozic nội địa Nhật. Cây này anh chị mình có thể mình sưu tập bỏ vô bộ sưu tập đầu khẩu Tone 1/2 nước mạ mịn giùm em. Còn rất là đẹp ha. Nghe cái tiếng là thấy đẹp anh chị. Đó, cây này cứng cáp cực kỳ, ở trong rất là mới này. Nghe cái tiếng là anh chị mình thấy nó rất là mới ha. Về mình spa chút ha, ram đen ở trên cái phần đầu cũng còn này. Đó, anh chị mình thấy cái phần ram đen rất là đẹp ha. Rồi, cây này chiều dài tầm khoảng là 26.5 cm, gần 27 cm. Chốt cho em mã 26, giá là 370 ha. Cây này mình bỏ chung với bộ khẩu Tone 1/2 mình sưu tầm lên chị ha. Hoặc là mình xài cũng được. Em lên mã số là 28, 27. Rồi 27 em lên một cây, em bắt đầu qua những cây nối với cây khẩu ha. 27 à, em qua cây nối hết đi ha. 27 rồi. 27 em lên một cây nối của hãng là KTC ha. Cây này thì dòng mịn nha chị, dòng này rất là mịn này. Đó, anh chị mình thấy nó khác biệt, dòng này thì cao cấp hơn những dòng thường của KTC. Nó không được bằng KTC Nepro Pro thôi, chứ còn cây này thì anh chị mình nhìn vô nước mạ thấy đường viền là kia họ làm rất là tỉ mỉ này. Và cây này là cây size 3/8 giùm em nha chị ăn, nối 3/8 giùm em của hãng KTC, mình có thể mình tìm. Cũng có xài lướt thôi, anh chị mình tỉ kỹ hàng hóa giùm em view kỹ những cái chi tiết mà xài lướt hoặc là chưa xài thì em view rất là kỹ ha. Đây đầu này gần như là còn không có đẹp, không có cắn nhập này. Đây này thì có một cái số vết mà xài lướt này. Có cắm vô để sử dụng. Chiều dài cái này tầm khoảng 15 cm, một cây nối 15 cm âm dương 3/8 của KTC. Rồi chốt giùm em mã 27, giá là 170. 28. Cây này cũng là một cây nối âm dương ha, nhưng mà cây này là size 1/2. 28 anh chị em, 28 cây này 100 ha. Cây này cũng có xài lướt nhưng mà dòng này cũng giống dòng hồi nãy là dòng cao cấp của KTC này. Và cây này cũng có xài lướt chút xíu nha chị. Đầu là đầu 1/2 giùm em ha. Đây có một cái vết, gọi là có một cái vết xài lướt, nó có một cái dấu cấn nhỏ này đó. Ok ha. Chiều dài cây này tầm khoảng là 7.5 cm, nối 7.5 cm của KTC, mã số 28, giá 100. Em lên mã số 29. Rồi. 29 ha. Chút nữa em lên những hàng của mác với Snap-on riêng nha. Rồi 29. Rồi 29 ha.
Em lên một cây này 1/4, ra đầu mở ốc trái bí. Anh chị mình xài ốc trái bí thì anh chị mình xài giống như một cây lục giác. Cây này là cây lục giác 6 ly dùm em ha. Xài mở đầu ốc 6 ly dùm em, hoặc là mình gỡ mở một cái góc nghiêng là 30 độ dùm em là được. Hàng này của hãng Kosei của Nhật, chất lượng cũng rất là tốt anh chị ha. Mịn, nước mạ rất là mịn này, Kosei của Nhật cho băng. Rồi đầu là đầu 1/4 dùm em ha. Khẩu dài mình xài trong góc kẹt cũng được, chiều dài là khoảng 18 xăng hơn. Rồi cái này chốt cho em mã số là 29, giá là 20.000 ha, 29 20.000. Anh chị mình xài giống như một cây mà từ 1/4 ra mở ốc 6 ly giùm em, rất là dễ xài, 29, giá là 20.000. Em lên mã 30. Em bắt đầu qua khẩu ha. 30 là em có một cặp khẩu của Koken, cây này là 60.000 gồm hai khẩu, khẩu 12 và khẩu 10, khẩu 13 và khẩu 14, rất là thông dụng dễ xài nè. Thì hiện tại thì anh chị mình hay sửa chữa mà xe máy điện, xe đạp điện thì anh chị mình rất là hay sử dụng những khẩu nhỏ như 13, 14, 12, 16 ha. Thì anh chị mình xài những cái cây này dùm em. Hàng Koken là hàng Nhật xuất đi châu Âu á, nên là những cây này anh chị mình xài rất là bền. À, và cái là cây này thì gần như chưa xài này, cây này thì anh chị mình thấy có xài lướt à. Với cặp này thì mình có thể hoặc là mua thêm mấy khẩu nữa là mình có thể sửa xe đạp điện được rồi. Sử dụng khẩu đầu cần siết là 3/8 dùm em. Mặt mày cũng còn rất là sáng sủa. Ở bên ngoài thì họ có viền thêm những cái vòng bằng thép này anh chị. 13, 14 của Koken, mã số 30, cặp này giá 60.000. 31 em lên một khẩu của KTC, và dòng này cũng hồi nãy cũng giống như hai cây nối cao cấp của KTC ha. Cây này thì size là 1/2, ra mở ốc 24 ly dùm em. Cây này cũng có xà lướt nên là anh chị mình thấy cái mặt mày nó như thế này dùm em. Cái này về xài nó không sưu tầm ha. Đó, như là được cái xài chắc, nếu mà mình xài ốc 24 nhiều thì mình mua cái này về xài. KTC dòng cao cấp, mã số là 31, 50.000. 32. Rồi 32 em lên một khẩu KTC 17 nha, 32. 50.000. Anh chị mình thấy cây này hàng chưa có sử dụng này. À, hàng cũng có xài lướt ha, nó có một cái dấu sơ này, đó. 1/2 ra đầu là 17 ly của hãng là KTC, logo duy nhất niệm địa Nhật. Mà đầu trên thì nó còn rất là đẹp. Cái này anh chị mình chốt cho em mã số là 32, giá 50.000. Em lên mã 33. 33 em cũng có khẩu KTC 17 ha. Cây này cũng có sàn lướt rồi. Mà đầu này thì anh chị mình thấy đầu 6 cạnh rất là ôm ốc này. Cây này là từ 1/2 ra mở ốc 17 của hãng KTC. Rồi, hàng cũng có sàn lướt ha. Chốt cho em mã số là 33, giá 40.000. 34. Em lên một khẩu. 34 là em lên một cây khẩu của Asahi. Cây này thì từ 1/2, hàng cũng có xà lướt, và ra anh chị mình vặn ốc này, ốc này là Noba PH3 dùm em ha. Cây này mà anh chị mình hay vặn máy móc lớn và đầu PH3 mà anh chị mình xài chung với khẩu thì anh chị mình có thể sử dụng cái này. Sử dụng chung với cần tự động thì mình sử dụng cây này. Hàng của Asahi của Nhật ha. Đó, chốt cho em cây này mã số là 34, giá là 50.000 ha. Và anh chị mình thấy là cái phần đầu PH3 còn rất là đẹp này. Em lên mã 35. 35 30.000. Cái này thì chưa có sờ ba gì hết nên nó hơi bị ố thôi. Cái này là mở ốc 10 khẩu dài của hãng KTC, đầu là 3/8 ra mở ốc 10. Đây về mình sờ ba thêm chút giùm em ha. Khẩu dài 6 cạnh ôm ốc. Mã số là 35, giá là 30.000. Chiều dài tầm khoảng là 5.5 xăng. Em lên mã 36. 36 thì đây là một cây của KTC, khẩu dài từ 3/8 ra mở ốc 12, thích hợp cho anh chị mình sửa xe đạp điện này. 6 cạnh ôm, 6 cạnh của cái bu lông ha. Thì cái này khẩu dài dòng KTC xịn ha. Hàng cũng có xài lướt rồi nha anh chị. Nhưng mà được cái mạ này kia nó còn đẹp. Chiều dài tầm khoảng là 6.5, mã 36, giá là 70.000. Em lên mã 37. Em có một khẩu dài mở ốc số 14 của hãng là KTC, vào đầu là 1/2 ha. Cây này thì còn đẹp anh chị. Đó ha, đó. Rồi, đầu rất là đẹp ha. Cây này thì anh chị mình mở ốc 14 ly dùm em, chiều dài là khoảng 8.5, mã 37, 50.000. Rồi em lên mã 38. Rồi 38 em lên một cây. 38 em lên một cây cờ lê ha. Đây là một cây cờ lê của Beta của Ý, hàng chưa xài, mở ốc cờ lê chữ C cho anh chị mình xài trong góc kẹt của hãng là Beta của Ý, mở ốc là 19 và 22. Nếu mà mình hay xài 22 và 19 thì mình sử dụng, và trong góc kẹt thì mình sử dụng cây cờ lê số, cây cờ lê tròng ha, cờ lê vòng hình chữ C này của Beta của Ý, mở ốc 19 22, zin chưa sử dụng anh chị ha, zin chưa xài giùm em. Đó, đây là nguyên khối ha, và lớp mạ bên ngoài còn rất là đẹp. Chốt giùm em mã số là 30. Ba
38 đi chị ạ. 38 giá là 200 ha, chiều dài tầm khoảng là 22.5. Thì đối với hàng của Beta của Ý là đi theo những xe mắc tiền như là xe Ferrari hoặc là những xe mắc tiền đó ha, thì anh chị mình có thể mình sử dụng những cây này để mình xài bền cực kỳ. Mã 38 giá là 200. Em lên mã 39. Em lên một khẩu của một cây nối của hãng Snap-on. Cây này thì nối từ 3/8 ra 3/8 thì cũng có xài rồi, nhưng mà những cây này xài bền, về xài thôi không chu tầm nên chị ăn. Đầu 3/8 cũng có xài rồi, nó cũng hơi có chè chè cái đầu dùm em nè. Rồi các anh chị mình có thể thấy đầu trên đây, nó cũng có sờn sờn chút xíu. Chỗ này không có bi ha, tại vì có cục bi bên này rồi. Cây này nối 3/8 của hãng là Snap-on của Mỹ, chiều dài tầm khoảng hơn 5 xăng, mã số 39, giá là 300. Em lên mã 40. Em có một cây nối của Mark ha. Cây này nè, 40 là 370. Cây này nối của Mark, size lớn cực kỳ, mã số 40. Rồi anh chị mình thấy phần đầu 3/8 rất là đẹp ha. Đây là phần đầu 3/8 đẹp này. Đó, nước mạ cũng rất là mịn ha. Rồi Mark đây, MAC Mark của USA của Mỹ. Phần đầu là đầu lồi ra, là đầu dương ra, thì anh chị mình thấy có tróc mạ ha. Chứ còn những cây này thì anh chị mình thấy thép nó cứng cực kỳ, nó không có bị trượt đầu này. Chỉ có tróc mạ là do dính nước thì nó bóc cái mạ ra thôi, chứ còn thép này cứng nên anh chị mình xài nó đỡ bị trẹt đầu hơn. Chiều dài là khoảng 3 tấc ha, nối 3 tấc của Mark Mỹ, size 3/8, mã số 40, giá là 370. 41 em có một cây cờ lê trồng số là 10 và 8 của hãng Snap-on. Năm cây này thì nếu mà anh chị mình bộ sưu tập cờ lê vòng của Snap-on mà thiếu thì anh chị mình có thể sử dụng bổ sung cây này. Đó. Đây thì nó có vài cái vết chấm chấm sơ thì mình vệ sinh thêm nha chị ạ. Đó. Nói chung là những cây này thì em chưa có vệ sinh đâu, tại vì những cái lọt cái khe cái kẽ này nè, mình có thời gian mình tỉ mạnh mình trà rửa nó ha. Chứ còn đây rồi, cây này cũng còn rất là láng ha, mạ cũng còn đẹp này, này dính keo thì không vấn đề gì. Chiều dài của cây cờ lê 80 trồng của Snap-on tầm khoảng là 18.5. anh chị mình chốt cho em mã số là 41 ha. Mã 41 một cây cờ lê trồng 80 của Snap-on, mã 41. Rồi em lên mã 42. Em có một cây cờ lê miệng vòng số 12 của Snap-on. Đối với những cây này thì anh chị mình có sửa xe đạp điện hoặc là xe đạp gì đó, mình xài cây cờ lê số 12 hoặc là xe máy. Chiều dài là hơn 18 xăng. Cây này thì cũng còn rất là đẹp ha. Hàng xài lướt chuyên thì mình thấy ngàm miệng rất là đẹp này. Đó. Ngàm anh chị mình thấy thẳng tắp luôn ha. Đó. Rồi mở ốc số 12 dùm em ha. Miệng vòng số 12 của Snap-on. Ok ha. Cây này anh chị mình có thể tìm dùm em là Snap-on OE XM1120 dưới ra. Cái này chốt cho em mã số là 42 ha. Mã 42. Cây cờ lê miệng vòng số 12, mã 42. Em lên mã 43. Bộ này thì hàng xà lướt của hãng KTC miệng vòng ha, 43, giá là 340. Bộ này 7 như là 7 cây nha chị ăn, 43, dạ 7 cây, giá là 340 ha. Hàng xài lướt thôi còn đẹp anh chị ăn. Nếu mà mình vặn những cái chi tiết nhỏ nhỏ như là những cái bàn học hoặc là những ốc vít, hoặc là mình có làm sửa nhỏ nhỏ mà vặn bàn hoặc là bàn, những cái nói chung là những cái đồ nghề nhỏ nhỏ thì mình sử dụng cây này. Thì bộ này gồm có 2, 4, 6, 7 cây của hãng KTC. Dòng này dòng cái mình nó rất là dày, hai bên anh chị mình thấy được gia công thêm hai cái lớp thép ở bên ngoài cứng cáp này. Thì cây này thì cờ lên 17, 15 anh chị ăn. 13, 11, 10 ha. Đây. Và 7 và 8. Đó, bộ như thế này anh chị ạ. Hàng cũng có xà lướt, đầu trồng còn rất là đẹp. Đầu này thì có nhiều khi nó cũng có hơi xà lướt, nó hơi có dầu có mỏ chút xíu thôi. Rồi cây này đầu tiên là cây 17 giùm em này, 13, 15, 11, 10 và 8, 7 ha. Những cây này hàng của KTC xài rất là bền. Rồi anh chị mình thấy giùm em ha, đầu còn rất là đẹp này. Đó. Đầu 17 anh chị ăn, đây anh chị mình thấy nó cũng có xà lướt chút xíu mép bên này giùm em này. Ok ha. Rồi cây tiếp theo là cây số 15 đây anh chị. 15 thì cây 15 thì đẹp, cây 15 thì xà lướt thôi, không có bị cấn dập gì nhiều, còn rất là đẹp này. Tiếp theo cây số 13 ha. Cây số 13 thì cây này chắc sửa xe đạp này nên là nó cũng có xà lướt chút. Anh chị mình xem giùm em ha. Rồi, bộ này anh chị mình chốt giùm em mã số là 30, mã số 43, giá là 300. Đầu này cũng có xài lướt chút xíu nha chị ăn. Đây là cây số 11 này.
Đó, nó cũng có trời trời sơ giùm em ha. Còn đầu vòng thì nó đẹp hơn. Những cây này đầu vòng rất là đẹp. Rồi cây này là cây 18 và 7 ha. Đây chị mình xem sơ giùm em những cái đầu 18 và 7 này. Đó. Đối với cây số 7 là chưa có sử dụng nha chị em. Đối với cây số 8 thì đối với cây số 8 cũng chưa có xài đâu. Có mỗi cây số 10 là cũng có dậu một cái mỏ chút xíu chứ nào chị ép cái này thôi ha. Rồi cặp này, bộ này chốt giùm em mã số 43 giá 300, bộ này tới 7 cây nha anh chị em. 43 giá là 300, 7 cây của KTC dòng mình dày. 300 ha. Em lên mã số 44. 44 em có bộ này, 44 thì em có bộ này của hãng là Ivo. Thì bộ này gồm có 24 cây. Bộ này gồm có 4 cây anh chị em và có 3 cây chưa sử dụng nè. Cây này thì nhiều khi để bãi nó bị ố ố, nó bị chày chày thôi chứ còn ngàm miệng là còn nguyên zin đẹp nha chị. Nói chung là có còn 3 cây này là còn zin mới này, 1 2 3 ha. Còn cây này thì chắc là cũng có sàn lướt. Thì đây là có nguyên cặp 14 12 giùm em ha. Hai cây này là trùng số giùm em ha. Hai cây này là trùng số này. 14 12 thì mình có thể mình xài 3 cây này giống như bộ sưu tập cũng được. Đó, cây này thì mình mang ra mình xài. Đó. Cũng có sàn lướt cho nên là mình xài đi ha. Còn cái ba cái này mình có thể mình gom gom lại thành bộ sưu tập. Rồi cây này là 14-12 của Igo Chrome Molydenum của Nhật ha. Đây là cây số 10 và 12, tem nhãn còn nên chị. Cây này cây số cây này là cây số 8 và cây số 6 ha. Số 8 và số 6 Igo Nhật Bản. Đây 68 này. Igo ha, logo Zozic nội địa Nhật nên chị. Rồi. Bộ này anh chị mình chốt giùm em ha. Mã số là 44, giá là 208. 4 cây cờ lê trồng của Igo Nhật Bản 208. Chiều dài tầm khoảng là cây dài nhất là 12-14 là khoảng 22 cm và cây ngắn nhất là 8-6 tầm khoảng hơn 15 cm. Cặp bộ này chốt giùm em mã số là 44, giá là 208 ha. Em lên mã 45. Rồi 45 nó có một bộ bộ lục giác hoa thị ha. Bộ này bộ khẩu hoa thị. Bộ này hàng của Snap-on có cả size 1/2, 3/8 và size 1/4. Mình xài chung với ba khẩu này ha. Thì anh chị mình xem kỹ giùm em bộ này thì còn đẹp để mình sưu tầm ha. Một cái giá bên dưới là bằng inox bằng nhôm gì là của Snap-on luôn, cái này mình sẽ treo lên. Thì về mình có cái này là cái giá để 3/8 ha, nhưng mà em không có cái giá để 1/2 nên là anh chị mình có thể xem thêm giùm em. Bộ này chốt giùm em mã số 45. Đây đầu tiên là một cây lục giác hoa thị ha, lục giác bông. Cây này Snap-on ghi số 12 STSM12S Jura. Cây này thì hàng cũng có xài lướt anh chị ăn. Và anh chị mình thấy là họ có rèn gia công, có tô dầu cái phần này, nên chị mình thấy mặt trong mình chừng hàng của Nhật hay là của Snap hay của Mỹ, anh chị mình thấy hay thấy những cái đường viền màu vàng trong này là họ có tôi có rèn nên là nó sẽ cứng hơn. Những điểm này, bốn điểm chạm này thì cái lực tiếp xúc ha, cái lực khi mà anh chị mình vặn cái lực nó tác động nó nhiều. Nếu mà thép cứng á, thì nó đỡ bị chẹt đầu hơn. Còn nếu mà thép mềm á, thép mà cứ cắt tấm đúc ra hoặc là đúc hoặc là cắt tấm ra thì nó không có đủ ha. Tại vì chưa có rèn qua nhiệt, nó không có được thêm gia công thêm cái độ cứng. Nên là xài nó dễ chẹt hơn. Rồi cái này thì anh chị mình thấy đầu còn rất là đẹp ha. Đây là đầu trên này ghi thông số giùm em là Snap-on 12 ha. Và khẩu là khẩu 1/2 giùm em. Cái này dài nhất là khoảng 10.5 cm. Rồi bộ này gồm có là ba cái nhỏ, bên này là 1/4 khẩu 1/4 ha. Còn bên này là khẩu là bên này là khẩu 3/8 giùm em nha chị em. Bên này là 2/4/5 khẩu 3/8 giùm em ha. Đó, anh chị lưu ý giùm em. Đây khẩu 3/8 còn rất là đẹp nè. Rồi cây này có ghi số là 50IB ha anh chị em, 50IB. Snap-on ha, đây phần đầu giùm em này. Đó. Những cái răng, những cái cạnh thì em thấy là nó còn rất là đẹp ha, không có bị chè, bị chẹt gì hết. Rồi tiếp theo cây này là ghi số 545 ha. 45IB. Cũng là đầu 3/8 anh chị em. Đó. Đầu đẹp nha chị, đây là phần đầu đẹp giùm em này. Cầm lên cảm giác nó nặng trịch trịch. Rồi cây này ghi số 30IB ha, lục giác bông hoa thị 30IB. Cái này mình sưu tầm cũng được nha chị em. Thấy cái lớp mạ nó còn đẹp, nó chưa có bị chóc mạ gì hết. Và ngàm thì cũng có xài lướt, cái phần này cũng có cắm cho xài vài lần rồi. Đó. Cái này là 27 ha. Rồi cây cuối cùng là cây số, cái này chắc bự hơn 27, nó tầm khoảng là 40 này, 40IB. Đó, đây là những cái răng anh chị. Chị mình thấy nó còn đẹp ha. Chị thấy nó còn đẹp này ha. Cái cục 1/2 nó không có vừa cái giá nên là nó bị rớt ra. Đó.
Rồi bây giờ em qua tới ba cây đầu khẩu 1/4. Đây, cái này thì anh chị mình xài với lại 15 IB dùm em ha. Đầu này thì thực tế là còn rất là đẹp này. Rồi bên này là cây số 10 IB anh chị ha, 10 IB. Đây, những cây này anh chị mình cầm lên cứng và chắc cực kỳ. Cây này là cây số 10, cây số 8 IB dùm em. Đầu nhỏ nhỏ này. Đầu này mà anh chị mình xài mình vặn những cái linh kiện điện tử rất là ngon ha. Và xài chung với lại cái khẩu cần tự động 1/4 dùm em nè. Ba cây nhỏ nhỏ nhưng mà rất là ít gặp, hàng của Snap-on. Rồi bộ này anh chị mình chốt cho em mã số 45 ha, gồm có 24689 khẩu hoa thị ha, và một cái giá của Snap-on, hàng còn đẹp anh chị. Mã này kia là em thấy nó không có bị chóc gì hết, chỉ có phần là đầu thì cũng có xài chút xíu thôi. Mã số 45 gồm có 9 khẩu Snap-on ha, đầu lục giác ha. Đầu này thì đầu gọi là lục giác hoa thị anh chị ha, đầu lục giác hoa thị rất là ít gặp. Rồi em lên mã số 46. Rồi, 46 em có một cây cân ha. Rồi 46 em có một cây cân này là cây cân 46, là một cây cân 10 kg. Cây này thì hàng của hãng SK của Tokyo Nhật Bản này, SK Tokyo Nhật ha. Cái này thì phần móc ở dưới là còn xài ngon lành, nhỏ gọn, bỏ túi, bỏ ba lô. Anh chị mình có đi đâu mình đi cân, ví dụ anh chị mình cân cá, cân cam, cân gì mà nhỏ tầm 10 kg đổ lại ấy, thì mình mang theo cho nó vượng tiện ha. Hàng theo tiêu chuẩn Nhật anh chị yên tâm, mình xài bền. Chiều dài là 19 cm. Ví dụ em cân cái cục này đi ha. Đó, mình chỉ móc lên như thế này thôi. Đó, mình kéo lên như thế này. Đây anh chị mình cân như thế này ha, thì cái cục này nó tầm khoảng là, quên hồi nãy em chưa có chỉnh là nó đúng về số vạch số không chưa, thì cái này nó tầm khoảng là 1 kg 1 kg 4 ha. Đó, cái này 1 kg 4 anh chị em, và em sẽ cân lại cái cân đồng hồ. Hồi nãy em quên em chưa chỉnh nó về mức không. Đây, nhỏ nhỏ gọn cho anh chị mình có đi cân mão á, mình không phải mang theo một cái cân đồng hồ. 1 kg 3 anh chị em, để em coi lại hồi nãy em chỉnh cái cân chưa. À, nãy em chưa chỉnh, anh chị mình thấy nó lên tầm khoảng là 1 gạch này ha. Đó, đây 1 kg 3 ha. Rồi mình cân rất là chính xác anh chị. Về mình chỉnh cái chỗ này xuống giùm em này. Cân chính xác anh chị ha. Mã số 46 giá là 100, cân 10 kg của hãng SK Tokyo của Nhật ha. Em lên mã số là 47 ha. Rồi 47 em lên một cặp. 47 là một cặp đầu búa nhỏ cho anh chị mình. 47 là một cặp đầu búa nhỏ cho anh chị mình sưu tầm. Hàng chia xài thép rèn của Susa Sasakuso của Nhật. Thì đây mình có những cái gạch, những cái đường rãnh như thế này ha. Và chắc mình sưu tầm, hoặc là anh chị mình có làm thợ kim hoàn, hoặc là gõ đồng hồ, hoặc là nhỏ nhỏ thì mình xài cái này ha. Tôi không biết cái dáng này để làm gì luôn. Chiều dài cây ngắn là tầm khoảng là 7 cm, chiều dài cây dài tầm khoảng là 9,5 ha. Bản rộng cây dài tầm khoảng là 1.1 cm này. Cây ngắn như thế này thì tầm khoảng là 1 cm giùm em. Rồi cân nặng hai cục này luôn, chắc em cân từng cục cho anh chị mình dễ hình dung. Cây lớn là khoảng 100 g và cây nhỏ tầm khoảng là 50, khoảng là hơn 40 g ha. Rồi cặp này chốt giùm em mã số 47 giá là 80 ngàn. Em lên mã 48. Rồi em 48 em lên một combo búa luôn. Combo đầu búa chưa có sử dụng, đều là búa ghép thép hết cho anh chị ha. Đây một combo đầu búa như thế này, 48. Cho anh chị mình về mình lên cán lại mình xài ha. Chốt cho em mã số 48. Đó. Rồi, bộ này gồm có 2, 4, 6, 7 đầu ha. Tất cả là đầu búa là ghép thép như thế này. Ở trên là anh chị mình thấy ghép thép, đầu trên đầu dưới đều ghép hết. Nên là khi anh chị mình xài những cái độ cứng mà thép ghép này là thép có rèn ha, nên là anh chị mình xài bén cực kỳ, xài cứng cực kỳ ha, xài nó đỡ bị trượt đầu. Và tất cả là đầu lồi như thế này cùng một cái form hình dáng, nên là mình có thể mình làm nguyên một bộ sưu tập búa cùng hình dạng được ha. Đây, đây nó có ghi đánh đóng số hết này anh chị. 18 này, 21 này, 24 này, cái này đâu mất tiêu rồi, 24, 27 này, 30 này ha, 30 này, 30 mấy này, 33 gì á, 36 này. Đó, 33, 36 ha. Đó, nguyên một bộ sưu tập luôn, về mình mà một bộ sưu tập búa ghép luôn.
Đó. Thì trên này em có ghi gram đầy đủ nha Trang, 100g 140g nè. Rồi bên này là 200g ha, bên này 240, bên này 300g, 320 và bên này là 440g này. Đó. Như thế này ha, này mình 7 đầu mà có một có 850 thôi. Về anh chị mình lên cán là anh chị mình có được 7 cây búa thép ghép của Susa Sasa Kuse cũng là mình xài đây. Rồi cân nặng tổng thể bộ này là tầm khoảng là hơn 1,7 kg anh chị ha, gồm có 7 đầu. Cái này anh chị mình chốt cho em ha. Đó, mã số là 48, giá là 850. Về chịu khó mình lên 7 cái cán là rất là đẹp ha, từ nhỏ đến lớn. Rồi, em đo cây nhỏ nhất tới cây lớn nhất thôi ha. Rồi nhỏ nhất là 100g là búa vát như thế này, anh chị mình thấy đường vát họ làm rất là tinh tế này. Nó gọn gọn chứ không có kiểu mà làm cái đường vát nó thô ha. Làm rất là mịn. Chiều dài cây nhỏ nhất tầm khoảng là 5.5. Búa này đầu là mặt này là mặt phẳng anh chị, còn mặt những cây còn lại thì do nó to nên là họ làm nó hơi lồi ra chút xíu ha. Búa vát hình tròn. Chiều dài đường kính tầm khoảng là 20, tầm khoảng là 22 xăng. Còn đối với cây lớn nhất là 440g thì đầu lồi này tầm khoảng là 3.4 xăng ha. Rồi chốt cho em mã số là 48, giá là 850 combo này. Em lên mã 49. Rồi 49 em có một cây dao rọc cáp hoặc là rọc dây điện ha. Dòng này thường thường là của hãng Hitachi hoặc là Marvo á, anh chị mình thấy hay thấy dùng để mà rọc dây điện, rọc cáp cho anh chị mình thợ điện á. Thì mình sử dụng cây này là hàng thủ công, anh chị mình thấy là có khắc in chìm trên này. Rồi cây này cán là còn mới ha, nhìn gỗ là anh chị mình thấy còn mới này. Chốt chiếc này còn duy nguyên ha, mình móc sợi dây mình treo lên gấp vô. Đó. Đây là cái phần gỗ này mình về mình lên lấy xả nhám thêm ha, nó còn hơn cái kiểu cái độ thô này. Về mình xả nhám thêm cho nó mịn rồi mình phủ thêm một lớp gọi là cái anh chị mình thường hay sử dụng vạc ni hay là gì trên gỗ nó mình phủ cho nó đẹp ha. Đó. Cây này là hàng chưa sử dụng nha anh chị, nó có ố chút là do dính nước thôi chứ còn hàng chưa có xài. Về mình lưỡi là đã bén rồi, lưỡi pha phát theo kiểu 73 nhưng mà tay trái tay phải đều xài được, nó không có phân biệt nhiều lắm. Cây này đẹp nha anh chị ha, tại vì cây này hàng chưa có sử dụng. Chiều dài lưỡi là khoảng là 8 xăng và bản rộng nhất tầm khoảng là hơn 2 xăng, độ dày cây này là tầm khoảng là 2,5 ha. Với cây này thì về anh chị mình chỉ có spa sơ một cái lưỡi mà cái cám là mình xài thôi. Đây. Rất là chắc anh chị. Rọc cáp hoặc là rọc dây điện hoặc là mình có leo cột điện thì mình có cắt những cái cành cây nhỏ nhỏ đó xen vô có đường dây điện thì mình xài cắt cũng được. 49 giá là 220. Em lên mã số 50. Rồi 50 ha. 50 em có một cây cờ lê đồng, cây lờ lê hai miệng mở ha. Cây này là hàng của hãng Bealon của Nhật, cây này mở ốc 10 và 13. Cây này thì mở cây này là bằng đồng nên là anh chị mình có xài trong môi trường dung môi khi mà mình có làm mực in hoặc là anh chị mình có làm ở bên xăng dầu á, pha chế xăng dầu hoặc là làm bên in bao bì hoặc là mình có làm gì mà có dung môi á, thì anh chị mình xài này cho nó đỡ phát ra tia lửa điện chống cháy nổ. Bằng đồng ha, nên là không có hít 500, chiều dài tầm khoảng là gần 14 xăng. Cây này là cờ lê số 12, số 10 và số 13 dùm em. Đầu số 10 còn đẹp anh chị, đầu số 10 còn rất là đẹp này. Đó. Rồi cây này đầu số 13 ha, đây đầu số 13 dùm em. Đó. Đây đầu số 13 dùm em ha. Rồi. Cái này nếu mà nói về cái mặt thì thấy là giống là mặt zin của hãng, nó có một cái lớp mạ cái vết bên ngoài. Mà cái này không biết là có phải xài lướt không nha anh chị ha. Thì cái mặt nó như thế này giùm em. Thì cây này là giá mã 50, giá là 300 ha. Cờ lê số 10 và 13 của Bealon của Nhật. Em lên mã số là 351. 51 em có một cây thước để anh chị mình đo góc ha, đo cái độ nghiêng khi mà anh chị mình có làm bên máy móc á. Thì cây này là hàng của hãng là Niigata Seki của Nhật. Cây này thì nguyên siêu nha chị em, nguyên siêu. Và anh chị mình thấy có cái phần là ở trong này thì do chỗ này là nó bị hở chút xíu là anh chị, nên là cái này nó hơi có bị kiểu như là bị ẩm nước và nó đọng lên thôi. Về anh chị mình cái này là nguyên siêu ha. Cái này có một cái tán này. Thì anh chị mình muốn vệ sinh thì anh chị mình về chịu khó mình phơi khô hoặc là mình có thể mình mở ra mình lau giùm em ha. Thì đây là của hãng Niigata Seki của Nhật ha. Đó. Thước này mình mua vô hồi đó là tầm khoảng 1,4 triệu mà vàng hồi đó nó tầm khoảng có 3,5 triệu thôi. Đó là anh chị mình thích thì mình có thể mua cái này. Đây. Đẹp anh chị. 4 vàng 3,5 triệu tính ra là
Rồi, ok ha. 350 một chị. Ngon lành, anh chị đang nhìn cái phần nam châm mà anh chị mình thấy đẹp rồi. Cái này anh chị mình có khi mà mình sửa chữa hoặc là mình làm bên cơ khí tiện máy móc này kia, hoặc là mình sửa chữa máy móc mình, hoặc là mình lắp máy, những cái máy lớn thì mình xài này để mình căng cho nó đúng cái góc ha. Đó. Tem dán thì nguyên siêu, anh chị em nguyên siêu chưa có mở ra bên này, đâu rồi. Đây có một cái phần đây, siêu này còn nguyên này ha. Đó, cái phần siêu này còn nguyên này. Chiều dài tầm khoảng là ngang dài bằng nhau nha chị, 9.5, và phần vát như thế này là 13 xăng này. Đó. Rồi cái này chốt giùm em mã số là 51, giá 350 ha, 52. Và 52 em lên một chiếc 52 em lên một chiếc cạo này, là cạo của hãng Super G4 ha. Cây này thì cái chỗ này thì nó hơi cứng chút nha nha chị. Hơi cứng chút, em chưa có gọi là cũng chưa có thời gian để mà làm kỹ ấy, nên là về anh chị mình làm thêm. Thì cái này có 300 thôi, về anh chị mình làm thêm. Về cạo bạc đạn ha, không đẹp để sưu tầm nhưng mà xài ngon. Cạo bạc đạn hai chân của hãng Super G4 của Nhật nha anh chị ha. Ren ốc này kia còn rất là đẹp này, Japan của Nhật đàng hoàng. Rồi em sẽ view kỹ những cái góc gọi là điểm tiếp xúc nhiều, lực nhiều á, thì em sẽ view cho anh chị mình xem để biết được là họ có xài lướt nhiều hay là xài ít ha. Thì hàng hóa bên em đều view rất là kỹ những cái chỗ mà để anh chị mình có thể đánh giá được là xài nhiều hay xài ít, và còn độ bền mà anh chị mình xài còn được bao nhiêu. Thì cái này anh chị mình thấy nè, cái phần này này, cái mặt cạo này thì anh chị mình thấy là mạ chrome còn nguyên, không có bị cấn dập này. Rồi cái phần đầu tâm này anh chị mình thấy cũng còn đẹp ha. Đây phần đầu tâm còn đẹp, còn thẳng là không bị trẹt, mà trẹt tè đầu. Cũng có xài lướt chút xíu rồi giùm em. Đó. Cái này thành cây này thì mình phải xác định là do để bãi lâu nó bị chóc do nước hay là xài nhiều mà nó bị mòn, bị hư. Thì cái nếu mà mòn nhiều thì mình mới giảm cái gọi là cái ấy thôi, chứ còn nếu mà nó xài lướt và do nó dính nước chút thì nó chóc mạ chút thì cái độ mà anh chị mình xài còn rất là bền. Rồi. Đây còn đẹp nha chị, thẳng không có bị giật cấn dập đầu ha. Đó. Cái này thì về anh chị mình khó chịu khó mình long long cái này ra giùm em chút xíu ha, tại vì gỡ ra mới làm sơ à, chưa có thời gian làm kỹ, về anh chị mình có thời gian mình tỉ mẩn hơn. Dòng G4 của Super ha, cây này mã số 52, giá là 300. Chứ còn ốc áp này kia thì anh chị mình xoay ngon lành rồi. Có mỗi một cái chốt chỗ này thôi ha. Đó, về mình chịu khó mình mở ra giùm em. Còn lại là hoạt động chân chu ren ốc như thế này giùm em rồi. Đây. Em đo các khoảng cách giữa chân ha, khoảng cách chân nhỏ là 4.5 và khoảng cách chân to là tầm khoảng 13.5. Phần cốt ở giữa là khoảng 14.5. Rồi cái này chốt cho em mã 52, giá là 300, một cây cạo bạc đạn hai chân Super G4 của Nhật. Em lên mã số 53. Em lên một cây cạo của Koto ha. Nhìn vô là chị mình thấy hàng rất là chất lượng. Thì dòng Koto này thường thường là xuất đi Đức không à? Không biết này như của Nhật hay là của Đức á, tại vì Koto này thường thường là xuất đi Đức rất là nhiều. Nhìn cái cạo vô anh chị mình thấy các chi tiết rất là cứng cáp ha. Cây này thì hàng xà lướt, anh chị mình thấy mạ nó rất là mịn luôn. Rồi tem nhãn này. Đó. Koto ha. Như Koto này là hàng Đức luôn anh chị. Và xuất qua Nhật hoặc là tem nhãn này. Tại vì có một dòng là cây cắt ốc mà của Đức á, dòng Koto là của Đức. Thì cây này thì em tìm chưa ra, nhưng mà cây này là nếu mà của Đức là anh chị mình xài rất là bền ha. Rồi. Cây này anh chị mình thấy cái phần ram màu đen còn nguyên zin này anh chị. Đó, đối với cây này thì mình xứng đáng mình sưu tầm mình xài ha. Cây này thì cũng có xài lướt thôi, nhưng mà anh chị mình thấy cái mạ của nó rất là đẹp này. Mạ cứng, mạ rất là mịn vô, nó không có dễ chóc như là những cây khác. Và hai đầu anh chị mình thấy đầu trên còn rất là đẹp ha, đầu bên này cũng vậy. Rồi đầu ở dưới thì cũng còn rất là đẹp này. Có phần đầu tâm thì có xài lướt chút xíu nha anh chị ha. Đó. Rồi, hai bên cũng còn ok ha. Đó. Đầu này thì anh chị mình thấy nó bén này. Nói chung cây này mình sưu tầm mình xài cũng được nên chị ăn. Cây này xài rất là bền, Koto. Cân chân dài thì tầm khoảng là 15, tầm khoảng 15, chân ngắn thì đo giữa hai tâm khoảng 4.5. Thì cái này em thấy nó giống như là dòng G4 hồi nãy của Super ha. Còn cây này thì dài tầm khoảng là 17 xăng. Rồi cân nặng của cây Koto này là 820g. Chốt chúng em mã số là 53, giá là 850 ha. Rồi em lên mã 54. 54 em có một cây 54 em có một cây cạo bự ha. Rồi. 54 em có một cây cạo bự. Cây này là dòng Super G10 cho anh chị mình sửa máy móc lớn ha. Thì cái này gỡ ra chưa crop vô chứ không có xin, không có gì anh chị ha, đủ đầy đủ chi tiết. Đó.
Đây là dầu súp burger 10 ha. Đây anh chị mình xem giùm em, hồi nãy là một cái càng như thế này là 1 kg 3 rồi. Hay là 2 kg 6. 1 kg 3, 2 kg 6 ha. Chút 5 cân cái mới. Đây. 4 cái lá ha. Rồi anh chị mình thấy là 4 con ốc nè. Đây 4 con ốc súp bơ giùm em. Đó. Này, em bỏ hết cân lên luôn. 4 ốc là tầm khoảng là 320 g. Rồi đây là cái càng nhỏ nha chị. Càng lớn thì dài tầm khoảng là 32 cm ha, 32-33 cm. Càng nhỏ súp burger 10 này tầm khoảng là 14 cm này. Đo giữa hai tâm thì tầm 11 cm nha chị ăn. Đo giữa tâm hai ốc là 11 cm. Rồi. Đó. Ok ha. Đây. Đó. Rồi. Giờ tới cái phần mà cái cốt ở giữa là cây là cây súp burger 10. Những dòng này là sản xuất tại Nhật anh chị ăn. Anh chị mình thấy đầu dưới hàng xài lướt còn rất là đẹp này. Đó. Cũng có cánh sơ nhưng mà những cái đường ren ốc là còn đẹp ha. Cây này thì đường kính của ren ốc á, ở dưới trên nó bự hơn chút, nó tầm khoảng là 28 ly anh chị ăn. Đường kính ren ốc tầm khoảng 28 ly. Và dòng súp burger 10 anh chị mình có thể mình xem thêm thông tin ở trên mạng ha. Này em chưa có chai dầu. Rồi ok anh chị ha. Giờ em sẽ đo. Chiều dài của thanh ngang là tầm khoảng 20 cm và khoảng cách giữa hai tâm của hai cái lỗ này anh chị mình bắt ốc là tầm khoảng là 10 cm ha, khoảng là 10 cm. Chiều dài phần cốt ở giữa ren ốc là tầm khoảng là 32-31 cm. Rồi em sẽ cân nặng tổng thể. Cây này ha. Cây này anh chị mình có sửa máy móc lớn đó, hoặc là những cái bánh xe của xe ô tô, xe tải lớn thì mình xài cái này để mình cạo. Rồi cái này là 3 kg 3 với lại 2 kg 6. 3 kg 3 với 2 kg 6 là 5 kg 9 này chưa? 3 kg 3 với 2 kg 6. Rồi 3 kg 3 với 2 kg 6. 5 kg 9 này chưa? 5 kg 9. Đây. Rồi okay, tới giờ hai cái chân lớn anh chị, Super G10 ha. Rồi anh chị mình thấy đầu còn rất là đẹp này, hàng cũng có xà lướt nhưng mà đầu còn rất là đẹp ha. Cũng có vài cái vết cấn sơ thôi. Đó này anh chị mình cạo máy móc lớn mà. Rồi qua cây bên này nha anh chị ăn. Đây cây bên này cũng còn rất là đẹp nè. Đây. Rồi cái này có sượt ngang sơ qua chút chỗ bên này giùm em ha. Thì những cây này mình về mình xài. Nãy là 2 kg 6 với 3 kg 3 là chị ăn, 2 kg 3 là 5 kg 9 ha. Rồi bộ này anh chị mình chốt cho em mã số là nãy bao nhiêu ha, mã là 54 nha chị ăn, mã 54 giùm em. Một cây cạo là 5 kg 9, cạo là Super G10 của Nhật nha. Đó cái này mình sẽ cạo bằng bạn chi tiết lớn, mã số 54 giùm em. Rồi em lên mã 55, em có một cây mở phe lớn ha, mở phe size lớn cực kỳ, 55. Cây này là hàng của hãng Lucky của Nhật, cây này thì hàng còn rất là mới chăng, mặt mày còn sáng sủa, ram đen còn zin nguyên này, lò xo hoạt động trơn tru ha. Đó ngon lành. Cây này mở phe lớn nha chị, đầu chiều dài tầm khoảng là 20. Cây này dài tầm khoảng là 28 hơn. Và anh chị mình mở phe rộng nhất là 6 cm giùm em nè. Về phần đầu phe, anh chị mình thấy anh đầu cũng rất là đẹp anh chị, đầu còn thẳng đẹp nè. Đó anh chị mình xem giùm em ha. Đầu là thẳng đẹp nè. Có những cái răng này, đó có những cái răng để anh chị mình bấu vô. Như thế này nha anh chị. Đây là những cái răng ha, những cái răng zin chứ không phải là nó bị cấn nha anh chị, răng zin đều tăm tắp. Cái này chốt giùm em ha, Lucky anh chị mình tìm giùm em là dòng Lucky 63-3B hay là 8B á. Lò xo rất là cứng cáp đàng hoàng. Mã số 55 giá là 350 một cây mở phe ngoài anh chị ăn, mở phe ngoài ít gặp. Và cây này mở phe ngoài 6 ly. Em lên mã số 56. Rồi 56 em có một chiếc Eto kẹp ngàm măng cá, này là hàng của Đài Loan anh chị ăn. Và đây là hãng
GVIC của Đài Loan ha. Hãng này là chuyên sản xuất những máy móc thiết bị lớn cho ngành công nghiệp nặng như là ô tô, xe, hoặc là những máy móc ở trong những xưởng lớn á. Thì cái thương hiệu này là GVIC ha. Chuyên sản xuất máy móc lớn cho các gọi là các chi tiết máy ấy, cho nhà xưởng hoặc là cho ô tô, cho xe tải, xe công. Thì anh chị mình thấy là thương hiệu này hàng Đài Loan nhưng mà rất là chất lượng ha. Tại vì lúc đầu là nhìn cái nước sơn này nè anh chị, nước sơn màu đỏ cam này, giống như là hàng của Thụy Điển ấy, hàng Baco của Thụy Điển vậy. Và ngàm mang cá rất là đẹp anh chị, ngàm mang cá xài bền cực kỳ. Cây này thì hoạt động trơn tru hoàn hảo, ngàm mà không có bị cấn dập gì hết ha. Kể cả mặt trên, mặt đe phụ, eto này eto kẹp anh chị ha. Và cây này nặng là 4 kg anh chị ha, nhỏ nhỏ chứ anh chị mình thấy chất thép nó cứng cực kỳ này. Lớp sơn rất là mịn ha. Sơn nhìn nó khác biệt lên. Đây, anh chị mình thấy ngàm mang cá rất là xịn này ha. Đó. Mặt đe phụ láng cóng luôn. Cái này là những cái răng ha anh chị ha, chứ không có bị cấn dập gì nha anh chị ha. Cái này là những cái răng ha, để em chút em sẽ mở răng chị xem. Cái này gần như là chưa có xài, rất là đẹp. Thì có phần thép này thì anh chị mình thấy là nó hơi có bị kiểu như để dính nước á. Lên về anh chị mình có lấy nhám, mình chịu khó, mình gõ thời gian ra mình chà chà cho nó láng mịn lại giùm em. Rồi, những chi tiết này thì mình cũng có thể thay ha. À, cái này thì nó hơi cứng cho anh chị ăn, nên là những cái chi tiết là một là cái ren ốc này nè. Về anh chị mình chịu khó, mình spa thêm giùm em. Và cái phần cái cây này nè. Chứ còn về ra vô là chân chu rồi, chỉ có phần là cái cây ngang là thần bằng thép này nè. Với cái cây này về mình spa thêm giùm em. Cây này chốt giùm em mã số 46 ha. 56, giá là 900. Ngàm trên này anh chị mình thấy ghi là 7 ly ha, 7 xăng ha, 70mm là 7 xăng. Rồi. Chiều cao là tầm khoảng là anh đo những cái phần màu đỏ cam thôi là khoảng 16 xăng rưỡi. Rồi bề ngang như thế này, phủ bì là tầm khoảng là 17 xăng ha. Về mặt đe, mặt là láng có anh chị em, mặt rất là đẹp luôn. Anh chị mình có thể thấy giùm em. Dài tầm khoảng là 68 ha, và rộng mặt đe như thế này tầm khoảng là 57. Rồi. Đây là phần ngàm anh chị em, ngàm anh chị mình kẹp được tầm khoảng là 7 xăng. Giờ em sẽ view kỹ cái phần răng bên trong cho anh chị mình xem ha. Cái này ra vô rất là nhẹ nhàng anh chị. Ngàm mang cá anh chị mình xài nó cứng cực kỳ. Nó giống như là những cây mà anh chị mình thấy hàng ngàm mang cá của Nhật thì anh chị mình ít gặp được những cái cây mà nó bự như thế này. Ngàm mang cá thường anh chị mình gặp những cái cây nhỏ thôi. Cái này eto kẹp bàn. Thì về spa thêm cái cục này và cái cục má bên dưới này giùm em ha. Đó, cái này thì nó hơi cứng thì bên em chưa có xả ra được. Thì về anh chị mình có ngâm dầu ngâm vớt thì cho nó lỏng lỏng ra. Chứ còn hoạt động ren ốc này kia là ngon lành rồi. Anh chị mình thấy giùm em ngàm bên trong mà không có bị cấn dập, những cái vết rãnh chống trượt này là còn nguyên zin ha, còn nguyên zin. Cái này mã 56 anh chị. Ôi nó rớt ra nè. Này mở nhiều quá nó rớt ra luôn. Rồi anh chị mình thấy nè, ngàm nguyên zin ha. Đó. Giờ lắp lại thôi chứ vấn đề gì. Tại vì mở nó ra nó to quá. Đây anh chị sẵn rồi cho anh chị mình xem chi tiết bên trong luôn. Rất là mới nha. Anh chị mình cứ tìm hiểu thêm mình có thể mua cũng được. Rồi, cái này anh chị mình chốt giùm em mã số là 56, giá là 900 ha. Và cái này anh chị mình chuyển khoản đủ bên em bao ship ha. Đây, hoạt động trơn tru ngon lành này. 4 kg này là anh chị mình chuyển khoản đủ bên em bao ship ha. Còn ship code thì cọc giùm em đi hàng. Ship code em không bao ship được nha anh chị ha. Và đối với hàng hóa thì to nhỏ thì em đều có lồng giá cho anh chị mình 30 ngàn một đơn hết. Đó. Nên là anh chị mình yên tâm có 4kg, 5kg, 10kg gì thì em vẫn đảm bảo cho anh chị là cốt là 30 và chuyển khoản đủ thì em bao ship. Ok ha, máy móc lớn gì cũng vậy. Em lên mã số là 57. Rồi, 57 hôm nay em có một cây ha. 57 em có một cây cần vặn size 3/4 ha, cần tự động size 3/4. Cây này anh chị mình vặn size chung với khẩu là 3/4 giùm em. Hàng của hãng là KTC ha, The Rock Foundit. Đây KTC BR40, dòng này thì anh chị mình rất là hay gặp này. Nhưng mà ít về lắm, tại vì size này lớn và anh chị mình xài cho máy móc lớn. Thì cái này em thấy thích hợp cho anh chị mình hay làm xe tải, xe công lớn này, xe tải tầm khoảng 5 tấn, 7 tấn. Hoặc là xe công, hoặc là anh chị mình có làm ở bên máy sáng, máy múc, hoặc là những máy nông ngư cụ size lớn ấy, thì mình tàu biển này kia thì mình xài size 3/4 này nhiều. Thép là thép Dropfogit, thép rèn của hãng KTC ha. Cây này thì hàng cũng có xài lớn rồi. Nên là cây này có 450 thôi, hoạt động trơn tru hoàn hảo cho mình sử dụng.
mặt mày muốn đẹp nó thì mình về mình spa thêm. Đây ha, đầu rất là đẹp anh chị. Đó, ok ha. Không có bị gạch ngược lại đâu nha anh chị. Đây. Size cái này là size 3/4 giùm em. Là size lớn ha. Nó chỉ thua size 1 inch thôi. Ok nha anh chị, mặt mày sáng sủa BR40 của KTC. Đây, ốc anh chị mình thấy này, đó. Cũng có xài lướt thôi chứ không có xài nhiều. Nghe cái tiếng răng rất là đã ha. Cái này quay ngược lại. Thì nếu mà anh chị mình có thể mình mở ra mình spa trong cho nó láng miệng, tại vì nhiều khi để bãi thì nó dính nước thôi. Không có bị gạt ngược lại nha anh chị. Rồi cân nặng của cây cần tự động 3/4 KTC này nặng là tầm hơn 1,9 kg. Chiều dài. Chiều dài cây này tầm khoảng là 49 cm ha. Thì đối với cây này thì anh chị mình có thể mình cắm thêm một cái ống tuyếp dài, để mình theo nguyên tắc là theo đòn bẩy thì mình gắn thêm ống tuyếp dài cho nó giảm cái lực của anh chị mình vặn thì mình có thể gắn thêm mình xài, tại vì cái lỗ là nó rỗng rỗng. Rồi 1,9 kg chốt giùm em mã số là 57 ha, giá là 450. Rồi em lên mã 58. Em qua thùng đồ nghề nha chị em. Rồi em qua thùng đồ nghề ha. Hôm nay thì được 3 cái thùng nha chị ha. Từ to, từ nhỏ đến to nên là anh chị. Và những thùng này mình để được rất là nhiều đồ. Rồi. Chị mình đợi em xíu lau tay cho sạch ha. Rồi em lên mã số 58. 58 nha. 58, 59, 60. Nặng quá. 58 là một chiếc thùng 2 tầng của hãng Toyo anh chị ạ. Cây này thì nếu mà anh chị mình mua vô nó tầm khoảng là 1,8 triệu thì anh thích, thì anh chị mình có thể mua cái này về xài có 550 thôi. Nếu mà anh chị mình mua ở bên trang web chính hãng của Toyo á, nó tầm khoảng là 1,5 triệu. Nhưng mà thường thường mà anh chị mình qua cái đại lý cũng như là anh chị mình bán xe máy á, thì thường qua đại lý thì nó sẽ cao hơn khúc ha. Ở này chưa kể phí ship về Việt Nam. Còn nếu mà anh chị mình mua Việt Nam là cũng tầm khoảng 1,8 triệu một cái thùng như thế này rồi. Toyo 2 tầng. Dòng này dòng GL350, chiều dài là 35 cm. Và cân nặng như nó tầm khoảng 3,8 kg nha anh chị. Rồi hơn 3,8 kg ha. Thùng này thì còn đẹp để mình sử dụng ha. Để em bỏ camera nó xa một chút. Rồi. Ok nha anh chị, mã số 58. Chiều dài là khoảng 35 rưỡi, chiều rộng tầm khoảng là 20, gần 23, và chiều cao theo thông số nhà sản xuất là tầm khoảng là 19 cm. Rồi em sẽ view sơ qua chị mình xem ha. Đây, mặt mày còn sáng sủa đó. Đây thì nó hơi móp vô chút, về anh chị mình gò ra chút nó không móp nhiều. Mặt bên hông, mặt bên này ha, đó. Rồi mặt đáy, mặt đáy sáng sủa nha chị nha. Đây mặt đáy sáng sủa giùm em. Chỗ này thì mình chịu khó lấy nhám mình xả sơ cho nó bóng lại thôi, rồi mình sơn một lớp sơn màu. Mình thích màu xanh thì mình sơn màu xanh, không thì anh chị mình sơn là bóng lên cũng được, để cho nó kháng rỉ thôi. Đây. Ok ha. Rồi em sẽ view bên trong. Đây anh chị mình có thể thấy bên trong ha. Đó, ngon này. Đó. Ngăn trên ngăn dưới là sáng sủa, không có bị rỉ anh chị ha, còn rất là đẹp. Rồi cái này anh chị mình chốt cho em mã số là 58, 550, chuyển khoản đủ bên em bao ship ha. 3,8 kg mà chuyển khoản đủ bên em bao ship là cũng hết là khoảng 80 ngàn rồi. Em lên mã số 59. Là một chiếc thùng 3 tầng của hãng Toyo, chiều dài là 47 cm ha. Nên anh chị nào mà mình thích mà để thùng lớn á, mình thích mà để thùng lớn thì anh chị mình để cây này ha. Đây, em có thông tin cho chị mình xem nè. Nếu mà thùng hồi nãy là thùng 2 tầng 35 cm, là anh chị mình thấy giùm em là 8.500 yên, là tầm khoảng 1,5 triệu, chưa kể phí ship về Việt Nam, và chưa kể là mua này là phải tệ tư vô ha. Đó. GL350 màu xanh 8.500 yên. Xài rất là bền. Và đối với 3 thùng hôm nay thì mình sẽ để đồ nghề ở trong gia đình ha chị ăn, để giữ chữ, để đồ nghề. Tại vì 3 thùng này size lớn thì mình không có mang đi trên xe được.
Rồi còn đối với thùng mà ở Việt Nam mình này. Đây, đối với thùng mà size là 3 tầng đấy chị. Đây thùng 3 tầng ha. Đây chị mình thấy thùng 3 tầng này. Toyo GT410. Cái này tới 470 nha chị ha. 3 tầng này 41 mà này là dài ra hơn 6 xăng ha. Đó là 2,9 triệu và chạy ra cái thùng ở dưới này, nếu mà anh chị mình mua mới nó tầm phải 3 triệu mấy ha. Dài hơn 6 xăng. Anh chị mình nhân cho cái chiều cao nữa. Đây ha. Này là mới GT ha, GT gạch 410. Cái kia GT470 lượng dài hơn được 6 xăng nữa. Rồi nếu mà anh chị mình thích thì mình chốt thùng này thôi. Này chốt giùm em mã số là 59 nha chị em, 59, thùng 3 tầng của Toyo, dòng sản phẩm là GT470. Cái này thì chuyển khoản đủ bên em bao ship luôn ha. Rất là nặng. Chiều dài là tầm khoảng là 47.5 xăng, chiều rộng tầm khoảng là 23 xăng và chiều cao nó 3 tầng ha. Thì em đo 3 tầng chứ không đo cái quai chị em. Tầm khoảng là 24 xăng. Thì cái này á chịu khó về mình gò cái phần này. Rồi anh chị mình thấy giùm em cái phần bên này là cái cán nó hơi có bị móp vô chút xíu, thì về mình bẻ bẻ cái cán bên ngoài ra chút xíu giùm em ha. Đó chứ không vấn đề gì. Cái này mới bao nhiêu ký đây? Cái này chắc phải như là 6 ký mấy nha anh chị. À bữa nay ăn cơm rồi như nó 6 ký tư như vậy. Tầm 6 ký tư nha chị, rất là nặng luôn. Rồi anh chị mình xem sơ qua. Nhìn em giùm em ha. Đây mặt bên hông còn rất là đẹp. Đó. Rồi qua mặt bên này. Đây ha, mặt này là sáng sủa. Rồi tới mặt đáy anh chị. Anh chị mình thấy mặt đáy láng không có vấn đề gì ha. Cái này thì mình có thể về mình spa thêm một chút giùm em, chứ nó không có bị rỉ vô thép anh chị, nó không bị rỉ ha. Chịu khó về anh chị mình đánh bóng thêm cái mặt đáy giùm em này. Đây, chứ không có bị gì ha, nó hơi chày chày những cái góc cạnh này thì mình về mình spa thêm giùm em. Đó, xem kỹ giùm em ha, chứ còn không có vấn đề gì hết. Đây nó giống cái mặt này này. Thì mình về mình chịu khó mình xả nhám cho nó bóng bóng thêm là sạch sẽ không có vấn đề gì. Trong rất là mới anh chị. Đây anh chị mình xem kỹ giùm em ha, bên trong rất là mới. Bên trong là màu xanh đẹp ha. Đó, chứ không có bị rỉ thép. Bên trong là anh chị mình thấy cái lòng máng ở bên dưới, cái khung ở bên dưới là không có bị gì hết. Bên này cũng vậy. Rồi cái này chốt giùm em mã 59, giá là 1,2 triệu, chuyển khoản đủ em bao ship ha. Thùng nặng sẵn hơn 6 kg. Em mã 60. 60 em có một chiếc thùng Ringstar. Thùng này thì chiều dài là 47 cm. Anh chị nào mà mình có để khẩu dài thì anh chị mình để cái này cũng được ha. Mã số là 60 nha anh chị. 60 thùng này Ringstar 2 tầng, dòng sản phẩm là RSD, dài là 47 cm. Mã số 60. Chiều dài chiếc thùng tầm khoảng là 47.5, rộng tầm khoảng là 20 cm hơn và chiều cao là khoảng 19 cm anh chị. Rồi thùng này thì ở trên này là bằng thép và có mạ chrome ha, mạ chrome bóng nên chị mình thấy nó có chắc lớp mạ, thì về chịu khó mình xả nhám sơn, rồi anh chị mình sơn lại lớp sơn giùm em cho nó chống oxy hóa, chống rỉ cái phần cán này, chứ là không có sai anh chị ha. Cái này kiểu nó chóc cái lớp mạ thôi chứ không có bị rỉ thép đâu. Về chịu khó mình xả nhám thêm cho nó bóng giùm em chứ không vấn đề gì. Nước sơn màu xanh ngọc anh chị mình thấy còn đẹp này. Dòng này dài 47 cm nên là anh chị mình có xài những cái cây cần vặn, cần xếp hoặc là tun đồ nghề tầm khoảng 45 cm đổ lại là mình để được ha. Đây. Rồi anh chị mình thấy giùm em chỗ này mình xả nhám thêm giùm em chút xíu ha. Đó. Rồi. Nhưng mà có chỗ này thì anh chị mình về mình xả nhám thêm giùm em này. Đó ok ha. Còn những cái lỗ là lỗ thoát nước hơi ẩm ha. Về mình để cho nó không có bị đọng nước, đọng ẩm lại làm rỉ đồ nghề á, thì có cái lỗ đó chứ không phải là nó bị lủng nha anh chị. Không phải bị lủng giùm em ha, những cái lỗ là lỗ thoát hơi nước để không có bị rỉ đồ thôi. Mặt bản lề sau anh chị mình thấy dày dặn nè. Ngon lành ha. Rồi. Đây bên trong anh chị mình thấy láng cóng luôn. Quá đẹp luôn ha, bên trong đẹp càng luôn.
Đó, bên trong mặt này là góc nào cũng đẹp hết, không có bị rỉ gì hết ha. Này nó có chảy chảy nước sơn chút thôi, chứ còn nè. Về khi mà anh chị mình xài, mình để những cái mút xốp mà mút chống sốc mà gọi là mút dày á, anh chị mình lót một miếng dài bên dưới á, anh chị mình đổ để đồ lên nó đỡ bị chảy nước sơn hơn. Cái này anh chị mình chốt giùm em ha. Mã số 60 anh chị ạ. Mã số 60 607. Đây. Nếu mà anh chị mình mua mới ở bên Nhật, anh mua mới ở bên Nhật hay là Yahoo ha. Yahoo là cũng hàng gọi là hàng second hand, và anh chị mình thấy là tầm khoảng là RSD 471 này. Anh chị mình thấy nó tầm khoảng là dài 47, rộng 20 và cao là 19 xăng. Thì anh chị mình thấy giá nó tầm khoảng là 11.700 yên, là tầm khoảng gần 2 triệu ha. Thì anh chị mình thích thì mua thùng này có 650 thôi. Và chuyển khoản đủ bên em bao ship ha. Về chủ khó sờ ba chút là mình có một cái thùng mình đẹp rồi. Mặt mày cái lòng bên trong còn rất là đẹp. 60.650. Rồi. Em đem một cây đục ha. Đục này là size 3 tấc lận chị ha. Cây này là đục dài 3 tấc lận. Hàng xa lướt này. Anh chị mình thấy đầu nó còn đẹp, không bị chẹt gì nhiều. Cây này là tới 3 tấc anh chị ha. Dài không là anh chị mình thấy đúng 30 xăng này. Hàng xa lướt còn zin nha anh chị. Đó. Và khi nào anh chị mình xài cái lưỡi này mà hết 8 xăng mình mới bỏ cái đục này ha. Xài mài. Và anh chị mình thấy cái phần lớp lưỡi làm thép này, thép làm lưỡi anh chị mình thấy nó dày cu luôn ha. Dày bằng một nửa lớp ốp rồi. Dày cực kỳ, bén cực kỳ nha anh chị. Cây này nếu mà mình xài cái lớp lưỡi rất là dày luôn. Dài 3 tấc và lưỡi sử dụng anh chị mình xài mòn lên được là 8 xăng ha. Và cây này lưỡi sử dụng cây này là 6 ly dùm em nha anh chị. Đục 6 ly mà xài dài tới 3 tấc. Hoặc là anh chị mình có xài những bức tượng lớn mà trong góc kẹp, góc ngách á, thì mình xài cây này ha. Tại vì cái chiều dài nó có. Mã 61-200 62-350. Đây là đục hình tam giác anh chị ha. Và đây có logo chữ này, đục hình tam giác hàng rèn thủ công. Hai lớp thép và anh chị mình thấy cái lớp lưỡi cũng rất là dày ha. Lớp thép làm lưỡi rất là dày. Đây, anh chị mình thấy giùm em, bén cực kỳ. Đó. Cái này về mình mài sơ lại là mình xài. Hoặc là bén rồi, còn anh chị muốn ngọt hơn thì về mình đẩy sơ qua vài đường đá mịn giùm em. Cây này dài anh chị ha. Đối với những cây này á, size này là dài hơn này. Đối với những cây mà không được lưỡi hình tam giác như thế này đâu, mà anh chị mình mua vô nó tầm khoảng chỗ 8, chỗ 9 một cây rồi. Hàng thủ công của Nhật. Cây này dài tới 55 xăng anh chị nha. 55 xăng. Dài dữ dằn luôn. Đục size lớn nha chị ha. Chắc mấy cây này là anh chị mình đục tượng lớn, hoặc là đục trong góc kẹp này. Mã số 62. 55 xăng anh chị ha. Và phần lưỡi sử dụng anh chị mình dài xài tới đây tầm khoảng là 9 xăng, 10 xăng mình mới bỏ cái đục này ha. Chừng nào mài xong được 10 xăng này cũng khoảng biết bao nhiêu năm. Rồi cái đục này là 2/4 anh chị ha. Cây đục size lớn 2/4 ha, bén cực kỳ. Chốt cho em mã 62, giá là 350, đục hình tam giác. Em lên mã 63. Rồi 63 em có combo gồm có hai cây cạo râu. Thì một cây của Nhật, một cây của Đức ha. Đây đầu tiên là cây của Đức. Thì cái này là vát hai mặt, tay trái tay phải đều xài được. Hàng này thì hàng thủ công nên là nó rất là bén. Cây này thì thép có rỉ ha, và nó hơi ố chút. Thì đối với cây này thì về anh chị mình chịu khó mình sờ ba chút ha. Cái này em bán hàng chưa vệ sinh, về anh chị mình tự làm ăn. Cây này thì lưỡi đẹp nha chị. Cây này thì lưỡi đẹp. Về chịu khó mình vệ sinh sờ ba lại, mình mài sơ là mình xài ha. Rồi anh chị mình thấy giùm em là 200g này. 200g. À quên, 200 ha, có số 200 của con đại bàng này. Đây show made in Germany, Soligan của Đức này ha. Đó. Này về chịu khó mình sờ ba chút mình xài nha chị. Anh chị mình cạo râu, cạo lông hay là mình cạo gì cũng được ha. Chịu khó mình spa chút nha anh chị. Rồi. Rồi cái này thì của Nhật ha. Cây này là của Nhật, là cái vỏ nó bằng sừng nha anh chị ha. Nên anh chị mình thấy cái vết mà kiểu dán gặm này.
đó. Nhưng mà cây này thì nó bị nứt chút xíu chỗ này rồi, nên là anh chị mình có spa hoặc là mình làm sao mình chỉnh sửa lại ha. Cây này rất là bén của Nhật này. Cái vỏ này là bằng sừng nên anh chị mình thấy là hàng xịn rồi, nhưng mà nó có bị nứt. Bản form bữa là còn đầy đủ nhưng mà nó bị nứt chỗ này nha, chị mình lưu ý giùm em. Nên là mình xài cái khúc trên này thôi, bén cực kỳ. Đó, nó có bị nứt như thế này giùm em. Rồi đây là tên hãng. Biết hãng gì đây? Bén đó, rất là bén anh chị, trên này có chữ là 2600 này. Rồi cặp này anh chị mình chốt giùm em mã số 63 giá 140 về mình spa là mình xài ha. Em lên mã 64. 64 em có một combo. À quên, 64 đây chứ. 64 100.000 ha. Đây là một cái lưỡi kéo ở bên, một cái cán kéo ở bên tay phải cho anh chị mình, lưỡi của Nhật này, đó. Thì những cây này là chung một nhà máy sản xuất ra nha anh chị ha. Tùy theo mà thương hiệu nào đặt hàng họ sẽ làm theo cái thiết kế của thương hiệu đó. Ví dụ cây này anh chị mình hay gặp ở hãng Koyo này. Và cây này thì có tên hãng này ha, tên hãng này của Nhật. Đây. Hai lớp thép anh chị ha. Đối với hai cây này đều là làm bằng lớp thép ốp và thép khung rỉ anh chị ha, nên là khi xài thì mình đỡ bảo quản hơn. Đây. Ở dưới là lớp thép đen có rỉ, thép Yasugi của nhà máy Hitachi, anh chị mình thấy gấp thép này. Mặt trên là thép ốp khung rỉ ha, nên là những cây này anh chị mình thấy nó sẽ đỡ rỉ hơn này. Mình chỉ cần bảo quản chút xíu phần lưỡi bên dưới thôi. Rồi. Cây này thì bản form lưỡi là đầy đủ ha. Về anh chị nào mà mình có cái tên hãng này nè thì anh chị mình mua cây này về mình ghép chung vô, để mình xài cái lưỡi này. Lưỡi này là bản form còn đầy đủ. Chiều dài cái kéo này tầm khoảng là 19 cm. Chốt cho em mã 64. Cái lưỡi kéo này giá 100 ha. 65. Cây này thì cây kéo ốp khung rỉ lõi thép đen để anh chị mình xài. 65 của Nhật ha. Đó, nhìn cây này anh chị mình thấy là thiết kế là cùng một hãng sản xuất, là của cái hãng Koyo của Nhật này. Chiều dài cái này tầm khoảng là hơn 20 cm. Thì đối với những cây này thì họ làm cái form dáng nó không có tràn bờ anh chị ha. Họ làm cái form nó chỉ tới đây thôi, chứ không phải là lúc nào người ta cũng làm đầy đủ lưỡi ra nha anh chị. Cây này bén cực kỳ, mặt mày sáng sủa, form dáng còn đẹp nha anh chị. Đây anh chị mình thấy nè. Đối với những cây này ốp không rỉ rồi, anh chị mình xài rất là bền, vân sức, dọc xuất xưởng vẫn còn duyên nguyên này. Đó. Thì em sẽ test cách giấy cho anh chị mình xem. Ok nha anh chị, rất là bén luôn. Rồi cây này anh chị mình chốt giùm em ha, ốp không rỉ rất là dễ bảo quản, 65 320. Rồi em lên mã 66. 66 em có một cây kéo bướm hàng chưa sử dụng còn nguyên zin, mình có thể mình sử dụng hoặc là đi cho tặng cũng được. Đối với dòng kéo bướm này thì mình xài cắt cành nhỏ hoặc là mình có thể tỉa dăm cũng được, tại vì phần mũi nó nhọn nên là anh chị mình xài tỉa dăm cũng được. Và cây này là của làng rèn Miki của Nhật ha, và cây này là dòng sản phẩm Canesio. Anh chị mình vô phương hiệu Miki, trang web của Miki, và anh chị mình tìm Canesio dòng sản phẩm i4 kéo bướm dài 18 cm, vừa cắt cành nhỏ vừa tỉa dăm cũng được. Rồi. Và anh chị mình thấy ở trên này có chữ là Made in Japan của Nhật này. Lớp sơn đen zin nguyên ha, đằng trước có mộc. Rồi đây là phần lưỡi nha anh chị. Đó ok ha. Ngon lành. Kéo mới nên em không có test anh chị ha, tại vì họ làm đã tiêu chuẩn chất lượng đầy đủ rồi nên là không có test. Hàng cũ thì có sợ này kia còn test, chứ hàng mới thì không có gì hết ha. Rồi, đảm bảo rồi, chốt cho em mã số là Made in Japan, hàng của làng rèn Miki. 66 308, hàng mới chưa sử dụng. Mình có thể mình mua mình đi tặng cũng được nha chị ha. 67. 67 là một cây kéo ha. Đây, một cây kéo được sản xuất tại Nhật Bản của Onoyoshi, cán đỏ vàng đặc trưng. Thì cây này là dòng sản phẩm 20 cm, được đựng trong hộp giấy để trên kệ siêu thị ha, nên là anh chị mình thích thì mình có thể mình tặng. Và hộp giấy như thế này mình tặng thì nó cũng rất là sang trọng này. Rồi cái này chốt cho em mã số 67, một chiếc kéo cắt cành của hãng là Onoyoshi, được sản xuất tại Nhật Bản ha. Mình có thể mình chụp lại, mình dùng Google hình ảnh mình dịch cái mặt này ra. Hàng mới chưa sử dụng ha. Và đây là cây kéo Onoyoshi Onotetsu, đỏ vàng dài 20 cm, đo ra tầm khoảng 20.5 cm. Thì đối với những cây này anh chị mình cắt cành mai hoặc là cành cây bông giấy này, hoặc là những cái cây mà anh chị mình trồng sân thượng hoặc là trong vườn nhỏ, mình xài cây này ngon ha. Còn đối với mình cắt cây lớn mình sẽ sử dụng cây 21 cm anh chị. Đó, cây này thì mình nhỏ nhỏ gọn gọn cho anh chị mình xài nó gọn ha. Đó, ngon lành.
Made in Japan, sản xuất tại Nhật anh chị ha, ngon lành. Rồi, cái này anh chị mình chốt giùm em. Xài xong thì anh chị mình nhớ mình lau những cái nhựa cây và mình áo sơ một lớp dầu ha, dầu bảo quản giùm em, dầu máy may hoặc là dầu bảo quản giùm em ha. Cái này chốt giùm em mã số 67, giá là 500. Thì cặp 66 này và 67 này anh chị mình đi tặng cũng được ha. Một cây kéo tỉa cắt càng nhỏ và một cây kéo cắt càng to này. Rồi. Em lên mã 68. Em có một cây dao chặt thủ công vát một mặt cho tay phải, nhìn vô là mình thấy thủ công anh chị ha. Và dòng dao này thì họ không có làm cán, và cán là bằng cách là anh chị mình quấn dây thừng hoặc là dây mây hoặc là dây vải, mình quấn làm thành cái cán mình cầm. Cây này thì cái cán dài nên là khi anh chị mình phát nó rất là có lực. Cây này thì vát một mặt cho tay phải ha. Cây này thì bên em đã mài rất là bén rồi. Vát một mặt cho tay phải, anh chị mình tay phải mình xài giùm em ha. Vát theo cũng theo kiểu 73 này. Tay trái thì em nghĩ là mình xài đỡ thôi chứ mình không có chuyên nha chị ạ. Cũng có vát theo kiểu 73 là mình xài cũng đỡ đỡ này. Đó, nhưng mà nó thiên về tay phải nhiều hơn ha. Rồi cây này thì anh chị mình thấy hàng thủ công đặc biệt luôn. Có những cái vô nóng búa ha. Và rãnh ngang cái rãnh hô lâu tạm lực này. Cây này mới gặp nha chị ạ. Mặt một mặt tay phải nhưng mà họ làm cái lõm này không khác gì những cây dao mà dao xịn hoặc là những cây kéo mà rãnh hô lâu này đó. Đây có ba cái dấu chấm tia như thế này anh chị ạ, dấu đóng búa từng nét này. Cây này thì tay phải nha anh chị, lưu ý giùm em nha. Dấu đóng búa còn này, da dẻ láng mịn, form dáng đủ này giùm em nha. Đó. Đối với cây này anh chị mình chặt cây trong nhà hoặc là mình có chặt gà chặt vịt thì cái này thì mình gửi lâu lâu đụng bữa thôi chứ còn nó không có chuyên nên chị lưu ý giùm em nha. Cứng cáp cực kỳ, cán dài nhưng mà cái này chuyên về chặt cây thôi, chặt gà chặt xương thì lâu lâu mình chặt cũng được, nhưng mà xương ống xương heo gì là cái này là chặt ngon lành không có vấn đề gì nha. Chiều dài tầm khoảng là 13.8, bản rộng nhất chỗ này tầm khoảng là 69 này, 69 năng 6.9 xăng. Rồi độ dày này do ở trên này có một cái lõm mà ở trên nó dày, này cũng có xài lướt chút xíu thôi, không có nhiều, nó không có bị trẹt đầu như chị ăn, còn rất là thẳng. Ở chỗ này dày nhất là tầm khoảng là 8 ly anh chị, 8-9 ly này, tầm khoảng 8-9 ly ha. Cái này anh chị mình cái cán nó rất là dài nên là anh chị mình quấn cái cán vô dùm em tầm khoảng là 15cm là anh chị mình xài được rồi, quấn cái cán tầm khoảng 15 dùm em ha. Cân nặng cây dao chặt này hàng thủ công của Nhật phát một mặt cho tay phải tầm khoảng là 580g, mã số 68, giá là 470. Em lên mã 69. 69 có một cây dao ghép hoặc là gọt cành, hoặc là anh chị mình có thể làm lươn hoặc là mình gọt gỗ cũng được. Gọt gỗ vô tư nha chị, cây này hàng chưa xài của Nhật này. Vỏ là bằng gỗ zin luôn ha. Đây anh chị nhìn thấy lớp ram hàng xịn này. Lớp ram cục ha. Lớp ram màu xanh đen hàng cục nổi từng mảng hàng rất là xịn. Rồi hai lớp thép hàng mới chưa xài, cái này lưỡi cực kỳ dài nha chị ăn, cái này form lưỡi lớn nha. Có rãnh đằng sau này, vát một mặt cho tay phải giùm em. Nó không có chữ thôi chứ cây này hàng chuẩn, hàng xịn cực kỳ nha anh chị. Anh chị mình tay phải mình xài cây này ha, ghép cành gọt gỗ này kia ok. Chiều dài là 11 xăng, bản rộng lưỡi là tầm chiều dài lưỡi không là 11 xăng anh chị ha. Cái lưỡi nó dài cực kỳ, lưỡi bén á. Còn dài tổng thể là 24 xăng, bản rộng cây này tầm khoảng là 36 ly. Độ dày cây này rất là dày anh chị. Độ dày cây này tầm khoảng là 3 ly rưỡi ha. Rồi cây này chốt giùm em mã số là 69, giá là 300. Em lên mã số 70. 70 là một cây kéo tỉa đúc ha, trên này có logo tem bông lúa này, đó. Bông lúa đây ha. Rồi cây này cái phần cán còn liền lạc anh chị ha. Lưỡi là còn zin đẹp đủ nha chị. Đây anh chị mình thấy ốc ác zin này. Lưỡi đẹp đủ ha. Đây. Đó, lưỡi đẹp nha chị. Cây này về thì anh chị mình mài sơ cái lưỡi này giùm em ha. Chứ còn về bản chất thì cái ốc tán và cái bề mặt nó còn láng còn mới này. Khít không có vấn đề gì anh chị ha. Đây anh chị mình thấy nó khít đẹp này. Về mài sơ lại giùm em rồi mình xài ha. Nó chưa có bén lắm nên là về mình mài sơ lại mình xài giùm em. Đó. Chứ còn này ốc không có rơi ha chị ha. Ốc áp zin và khít này không có bị hở gì hết ha. Rồi ok ha. Đây là còn tem bông lúa còn dính này. Mặt mày sáng sủa không có bị mẻ dăm gì nha chị ha. Đó. Phun nữa nha. Chiều dài lưỡi sử dụng là tầm khoảng 4 xăng và dài tổng thể là gần 17 xăng. Cái này anh chị mình chốt cho em mã số 70, giá là 400 ha. 70 giá là 400. Em lên mã 71. Rồi. 71 là em có một cây kéo tỉa đa năng, kéo dài
và dòng này dòng giống như là phiên bản giới hạn đời cũ nha chị. Anh chị mình thấy giùm em là có logo hàng, logo đây ha. Rồi anh chị mình thấy nè, mọc đàng hoàng và có ký hiệu là BF. Cây này là một cây kéo tỉa tàn đa năng, mình có thể cắt cành và mình có thể mình tỉa chồi tỉa lá nhỏ bằng cái mũi nhọn này. Và cái này thì mình lấy chốt đúc bự này đó, cán đỏ đen. Và anh chị mình thấy các chi tiết hàng này là hàng đời cũ không, thép đời cũ cứng cáp cực kỳ đó. Cây này thì anh chị mình xài cái chất thép của nó rất là cứng anh chị, so với các cây kéo mà hiện giờ anh chị mình mua thì cây này anh chị mình xài rất là bền ha. Logo anh chị mình thấy cái phần chốt đồng màu, cái chốt vào đồng tròn này còn đẹp. Cây này là đời cũ nhưng mà cái hàng này thì nó giống như hàng lưu kho vậy anh chị, không có xài gì nhiều còn rất là đẹp, form lưỡi đẹp này, form lưỡi đủ. Cây này bén từ đầu đến đuôi luôn, nên là cây này anh chị nào mình sưu tầm mình mua mình xài, hoặc là mình xài thì mình mua cây này cũng được ha, sưu tầm cũng được. Cái này là đủ độ đẹp để anh chị mình sưu tầm. Đây là em bấm cái mũi nè, thực chiến cũng rất là nhanh anh chị ha, chứ không phải là đủ cái độ đẹp để mình làm kiện thôi. Nói về thực chiến thì cây này cũng rất là dữ dàng ha. Cắt là cắt bén hết cái lưỡi rồi nha anh chị. Rồi mặt mày là gọi là cây này là lướt, xài lướt còn đủ lưỡi đủ đẹp đẹp anh chị. Đó, bén cực kỳ, mặt mày sáng sủa ha, lưỡi là không có bị mẻ gì hết, nhìn rất là đẹp. Thép đời cũ nó cứng cực kỳ nha chị An, tại vì cái thành phần với lại họ rèn rất là kỹ nên là cái độ cứng và giữ cạnh tốt, cái độ HRC độ cứng cao mình giữ cạnh tốt. Chiều dài phần lưỡi sử dụng tầm 9,5 và dài tổng thể là hơn 23 cm. Cái này anh chị mình chốt cho em mã số là 71 ha, mã 71 cho em. Em lên mã 72. Em có một cây là một cây Miki đời cũ ghép đồng. Đó, đây là cây kéo đời cũ của Miki ghép đồng. Cây này giống như là hàng lưu kho thôi nha anh chị ăn, còn rất là đầy đủ lưỡi nè. Da dẻ láng nè. Cây này coi như là thiếu cái hộp bỏ vô thôi ha. Bề mặt thì anh chị nhìn thấy giùm em, nó cũng hơi chân kim nhẹ thôi chứ không có bị rỉ rỗ gì. Ghép đồng và anh chị mình thấy trong này có gạch nè. Đó. Lưỡi khít đẹp ha, ghép đồng hàng của Miki. Ốc đồng này, ốc đồng bên trên này, chữ nhật đầy đủ này. Rồi anh chị mình thấy giùm em là cái form lưỡi ha, form lưỡi là zin đủ luôn nha. Đó, đẹp cực kỳ. Rồi Miki ha, mặt Miki Shio của Nhật, thép đời cũ, ghép đồng. Cái này thì anh chị mình xứng đáng mình sưu tầm nha chị. Chiều dài tầm khoảng là, cái này là tầm khoảng size là size 20, cái này size 20. Đó, những cây này là anh chị mình xài, nếu mà so với các cây mà chữ A đời mới thì anh chị mình xài cây này xài ngon nha. Miki đời cũ, Miki mà anh chị mình sưu tầm những cái cây mà đời cũ anh chị mình xài rất là bền. Cái thép có độ bén đặc biệt. Đây anh chị mình xem giùm em nè, mặt mày sáng sủa duy nguyên ha. Cây này thì mình về mình mài sơ lại giùm em ha. Về bề mặt thì nó kiểu nó bị ố đường áo cái nám nám bên ngoài chứ không có bị rỗ gì nha anh chị ha. Đó, cái này mà màu thời gian thôi, vân sức dọc vẫn còn này. Về mình mài sơ lại mình xài giùm em ha. Đó, duy nguyên luôn, rất là đẹp. Lưỡi khít không có hở nha chị. Đây, nhìn vô các chi tiết là mình thấy nè. Rồi, ghép đồng đồng qua Miki đời cũ, chiều dài cái này 20 cm. Chốt giùm em mã số 72 ha. Em đã lên 72, mã clip số 18. Anh chị mình thích mã nào mình điện thoại nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề giùm em ha. Anh chị mình bấm nút like và nút đăng ký kênh để theo dõi các clip mới bên em ha. Em xin chân thành cảm ơn.